chương 51 Chứng kiến lịch sử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 51 Chứng kiến lịch sử Dung Pha Rắc Chi Chù Y đã tới tay, mặc dù một đường kinh lịch không nhỏ cực khổ, sa nộ trong đội ngũ hiện tại chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Về nhà À, đi về nhà Ha ha Ca giết cao giọng hô to, đáp lại hắn là Klakilak cùng Esin Sarah reo hò, bọn hắn đã rời đi trong sa mạc quê hương quá lâu ba con bạo lực long cũng vui sướng chạy bọn chúng cũng có thể cảm giác được trôn chủ nhân mừng rỡ lại một lần nữa đi vào aeropithe phụ cận nơi này là hinterland thông hướng hilbert duy nhất thông đạo cẩn thận một chút có thể sẽ có những cái kia mang truy đuốt. sa nộ trôn nhanh chóng xuyên qua chật hẹp tiểu đạo sắp thông qua lúc bầu trời truyền đến mảnh thú tê minh là griffon trôn Đuốc Gryphon Kỵ sĩ phát hiện ca giết một nhóm, nhưng hắn chỉ có một người, làm sao bây giờ? Không quân trời sinh đối trên lục địa địch nhân liền có rất mạnh tâm lý ưu thế, không có kêu gọi viện quân, mang truy đuổi dự định thử trước một chút những này trung thực lực. Sa nộ trôn cũng phát hiện trên bầu trời Gryphon Kỵ sĩ chỉ có một ngựa, bọn hắn cũng không lo lắng, lại dám bốc lên chiến đấu, lá gan của tên này cũng không nhỏ. Ca giết không nói nhảm, trực tiếp phát ra một cái ma pháp năng lượng xung kích hướng đáp xuống Griffon. Triêu tịch chú phù. Không. Griffon bị kích choáng, liền đới lấy phía trên màn truy đuốc ngã xuống. Ngừng lại trung thuộc hạ xuất thủ, ca giết chậm rãi đi vào đuốc bên cạnh. Sa nộ tù trưởng tâm tình rất không tệ, chắc nịch đuốc trong mắt hắn cũng biến thành chẳng phải ghê tởm. A. À. Mang truy đuốc từ trong mê muội tỉnh táo lại, giống cái bạo lực lông từ trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt, hắn có thể rõ ràng ngửi được con giả thú này miệng bên trong phát ra mùi huyết tinh. Ha ha ha, không cần lo lắng, đút. Ta cũng không muốn nhiều tạo vết chóc, cho nên ngươi sẽ không có chuyện gì. Đáng chết. Trôn, ngươi muốn làm gì? Ca giết đã khống chế La Vi quay người rời đi, nghe được đút nghi vấn lại ngừng lại. Ta sẽ không giết ngươi, mình bảo trọng đi, đút. đúng. Sim Salu tà chi trôn trong khoảng thời gian này có thể sẽ rất cáu kỉnh, các ngươi nhưng phải cẩn thận ứng đối. Mang truy Griffon kỵ sĩ đến bây giờ cũng còn chóng mặt, hắn không thể tin được mình thế mà có thể còn sống. Những cái kia trôn vậy mà buông tha hắn. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, bọn gia hỏa này nói qua, tà chi trôn có thể sẽ có hành động. Ta phải nhanh hướng Phan lãnh chú báo cáo. Clakilat cùng Esin Sara đều không rõ trong tù trưởng vì sao lại hảo tâm buông tha cái kia thằng lùn, nhưng cũng không chút để ý về nhà vội vàng tâm tình tràn đầy tại bọn hắn não hải. Đã là Hilbert, chúng ta ra Hinterland. Rất thuận lợi thông qua được đường núi, nhưng tiếp xuống cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Không thể buông lỏng cảnh giác. Từng. Từ khi đem tràn đầy A-can năng lượng thủ hộ thạch bố trí tại trong lòng ngực, viên này đá năng lượng liền cho sa nộ tù trưởng cung cấp rất cường đại sinh mệnh năng lượng. Từng ngày, ca giết linh hồn cùng thủ hộ thạch càng phát ra chặt chẽ kết nối, trong thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ca giết đối cảnh vật chung quanh cảm xúc cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, hắn phát hiện một chút tình huống. Cẩn thận! Có biến! Có cái gì đang đến gần? Dần dần, Klakilak cùng Esin Sara cũng nghe đến một chút vang động tu trưởng, ngài thật sự là cảnh giác. Ha ha, đúng vậy, thủ hộ thạch cùng ta linh hồn càng phát phù hợp, nó đem đến cho ta chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Lui lại, kề bên này là nhân tộc thành trấn đun nhôn, có thể sẽ là những cái kia nhân loại. Bắt bọn hắn lại. Đừng để bọn hắn chạy. Nhanh, nếu để cho thôn đào thoát, bờ mô đại nhân sẽ làm thịt chúng ta. Thôn. Ca giết bị dạng này gầm rú giật mình kêu lên xuất hiện tại trôn trong tầm mắt chính là một cái da xanh, ốc. Oh, trôn. Còn có một nhân loại. Tóc vàng nhân tộc mùi tử, là ta thê tha. Tại hai cái này kinh hoảng chạy trốn người cùng thú đằng sau, là một nhóm nhân tộc truy binh, thậm chí còn có một cái kỵ sĩ. Sa nộ tù trưởng vội vàng chào hỏi thuộc hạ không ngừng lùi lại, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Người xuyên việt rất là giật mình, trái phải nhìn quanh, hắn không có phát hiện có cái gì mạo hiểm giả. Đây là cái gì kịch bản? Đúng, thôn vốn chính là bị ta thê tha thả chạy. Nói cách khác đây là lúc đầu lịch sử, không có những cái kia vĩnh hằng rồng quấy rối. Ca giết làm rõ suy nghĩ, trong lòng của hắn đột nhiên tràn đầy kích động. Ta chính chứng kiến lấy lịch sử. Tù trưởng Klakilak cùng Esin Sara lơ ngơ, đều hiếu kỳ nhìn lấy mình thủ lĩnh, bọn hắn không biết ca giết lại tại phát cái gì thần kinh. Captain Scalock thượng úy, nhìn kia. Là trôn. Chính đuổi bắt trôn cùng ta thê tha nhân loại chiến sĩ phát hiện ca giết một đoàn người. Mau bỏ đi. Cái này đoàn người tộc truy binh rất hung mảnh, ca giết vội vàng mang theo thủ hạ trôn lui về phía sau. Ngươi mã. Ta muốn chứng kiến lịch sử, lại sẽ không thích trở thành lịch sử bối cảnh tắm. Trôn cưỡi tại hùng tráng trên chiến mã kỵ sĩ mở miệng, hắn chính là bọn này truy binh thủ lĩnh. Người xuyên Việt biết hắn, Captain Scalock Thượng Úy, thoát đi đun nhôn phó bản bên trong bốt cấp nhân vật. Derek Trung Úy, đi tóm lấy những cái kia trôn con non. Bọn hắn có thể là thôn cứu binh. Vâng. Derek, đây là phó bản bên trong số một. Mèo, chúng ta cũng không nhận biết cái gì thôn, con em ngươi cứu binh A không có khả năng về Hinterland, có lẽ nơi đó mang truy đuốc đã đang đuổi bắt sa nộ trôn. Phía nam là đun nhôn, trong lúc đến là lặng lẽ thông qua, không có gây nên nhân tộc cảnh giác, hiện tại có thể thực hiện không thông. Ca giết mang theo trung thuộc hạ hướng phương bắt bỏ chạy. Cầu buông tha. Nhân tộc chiến sĩ Derek cùng Captain Scalock thượng úy tách ra, hắn mang theo mấy cái thủ vệ hướng về ca giết bọn hắn đuổi theo. Bộ binh truy kỵ binh. À, thật buồn cười nhưng Sa Nộ Trôn chỉ là không ngừng đào tẩu, ngược lại là cho Derek càng lớn đảm lượng. Nhân tộc truy binh cùng ca giết bọn hắn khoảng cách dần dần kéo ra, mắt thấy Trôn liền muốn đào thoát, Derek hét lớn một tiếng vọt lên công kích. Theo Derek gầm rú, tốc độ của hắn bỗng nhiên nhấc lên, cấp tốc vọt tới lạc hậu Sa Nộ tù trưởng bên cạnh, là chân chính trên ý nghĩa công kích. Ngươi mã, Derek sẽ công kích mà lại khoảng cách còn như thế xa. Trong trò chơi sớm ngươi mã thoát chiến A, công kích. Đương nhiên. Chiến sĩ đương nhiên biết cái này kỹ năng. Derek thế nhưng là Black Mô thủ hạ mạnh nhất chiến sĩ. Hừ, nhân loại, lá gan không nhỏ. Tại Derek trường kiếm liền muốn chém vào hướng tọa hạ bạo lực long lúc, ca giết trút ra vũ khí, từ trên thân La Vi nhảy lên, hướng về nhân tộc chiến sĩ nghênh đón. Đảm lượng của ta lớn, là bởi vì thực lực của ta rất mạnh. Hai cái chiến sĩ hung hăng liều mạng một chiêu. Ha ha, trôn, ngươi cũng không tệ. Lại đến. Không để ý tới Derek khiêu khích, ca giết vội vàng chào hỏi thuộc hạ hỗ trợ. Esin Sara, Kolakilak, xử lý hắn. Chiến sĩ là phải không ngừng xong về trước. Chiến sĩ vĩnh viễn không lui lại. Nhưng là, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cùng ngươi đồng đội rời đi quá xa. Hừ, cùng lên đi, Derek không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ca giết lại cùng nhân tộc chiến sĩ liều mạng một cái. Thực lực của ngươi không tệ, nhân loại. Chính là quá ngu. Clackilac cũng gia nhập chiến đấu, Derek tình thế rất nguy cấp. Trung úy. Cẩn thận. Derek trung úy. Hổng bét thuộc hạ của mình tiếp cận chiến trường, Derek cũng nghe đến bọn hắn kinh hô. Không kịp né tránh. Esin Sara chuẩn bị đã lâu vu thuật xong về nhân tộc chiến sĩ, u ám vu thuật năng lượng bao phủ hướng về phía Derek. Hoa hoa. Mà pháp quan mang lấp lóe, Derek đã không thấy bóng dáng, chỉ có một con ếch xanh trên mặt đất nhảy đác. Trông vu độc yêu thuật. Xinh đẹp. Không chần chờ, cái này cơ hội cực tốt ca giết cũng sẽ không buông tha. Không. Trung úy. Derek Trung úy, Sa nộ tù trưởng dơ cao lên tiên si giả hướng về không có chút nào phòng bị nho nhỏ ếch xanh chém xuống. Lo lắng cho mình đi. Ngu xuẩn. Một cái chém giết xử lý nhân tộc chiến sĩ, ca giết lại xong về còn lại thủ vệ. Xử lý bọn hắn. Klakilak cùng Esin Sara, còn có sa nộ trong ba con bạo lực long vây lên những này một tên đáng thương. Rất nhanh tiêu diệt hết những truy binh này, không kịp quét dọn chiến trường ai biết còn có hay không đến tiếp sau bộ đội tiếp viện rút lui vừa chạy ra hai bước ca giết đứng vững đánh xong bốt không sợ một chút sa nộ tù trưởng đi vào nhân tộc chiến sĩ bên cạnh đáng thương Derek bị ca giết chặn ngang chặt thành hai đoạn a à, vũ khí không tệ không có lấy thanh trường kiếm kia người xuyên việt bị từ Derek trung úy trong ngực rơi ra một quyển sách hấp dẫn ánh mắt World of cất không có bao nhiêu sách kỹ năng thuyết pháp, có, cũng rất là thư thớt. Đây là Ca giết nhặt lên, đáng tiếc xem không hiểu. Người xuyên Việt sẽ chỉ nói sẽ không viết, cũng nhận không ra những này nhân tộc văn tự. Này lại không phải là Lord Daron chữa bệnh sổ tay. Tù trưởng, truy binh lại tới. Nghe được Clakilat cảnh báo, ca giết cau mày, hắn phi thường bất mãn. Mèo, không phải hẳn là ưu tiên đi bắt thôn sao? Làm sao còn nhìn chồng chọc chúng ta không thả? Rút lui. Không kịp lại đi nghiên cứu quyển sách này, thậm chí không tiếp tục đi nhặt đe rét trường kiếm, sa nộ trôn vội vàng rời đi. Ca giết một đoàn người hướng bắt đào tẩu, mặc dù thoát khỏi nhân tộc truy binh, nhưng bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Người xuyên Việt biết, ở phụ cận đây quần sơn trong, có một chỗ ổ trộm cướp, ra ven hồn trang viên. Tại sa nộ tù trưởng dẫn đầu dưới, trông xa xa lách qua. Ca giết không tin bọn gia hỏa này, bọn hắn liền cùng Gobin là giống nhau, chỉ nhận tiền. Ravenholm thích khách sẽ tiếp nhận cơ hội bất kỳ thế lực nào quỷ thác, thẩm thấu cùng ám sát. Người xuyên Việt không dám khẳng định bọn gia hỏa này có thể hay không đem bọn hắn trói lại đi đổi tiền thưởng. Cùng tặc liên hệ, vậy cũng chỉ có thể là ha ha ha. Bất quá, mình thật phải có dạng này một đám thủ hạ có thể giúp một tay làm chút công việc bẩn thỉu. The Syndicate Một đám kẻ phản bội, vọng tưởng phục quốc tên điên. Pass The Defiat, The Defiat Ách, có thể cân nhắc, trọng yếu nhất chính là những này Defiat đều là rất không tệ kiến trúc sư. Dung pha rắc cần hảo hảo trùng kiến. Muốn trưởng khống Tanarit, trong sa mạc cũng cần tu kiến rất nhiều cứ điểm. Người xuyên Việt trong đầu hiện lên một cái tình ảnh, một đôi trắng bóng đôi chân dài hết sức chói mắt. Vanessa. Van Clip. Ca giết trong lòng một mảnh lửa nóng. hắc Ngươi sẽ là cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52. Vận mệnh lối rẻ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương 52. Vận mệnh lối rẽ lịch sử mặc dù có chút hứa sai lầm, nhưng throne vẫn như cũ đào thoát Captain scalock đuổi bắt. Đáng chết. Làm Blackmo thân cận nhất thuộc hạ, kỳ sĩ thượng úy biết hắn lãnh chúa là đến cỡ nào nhìn trúng cái kia nô lệ thú nhân. Ta muốn như thế nào hướng lãnh chúa đại nhân bàn giao? Captain scalock hung hăng nhìn chầm chầm nhân loại trước mắt nữ tử, chính là nàng thả chạy Blackmo ốc sủng vật. Ta thề tha không thể đào thoát, nàng cũng sẽ không trốn nàng mẫu thân còn tại đung nhôn. Bị bắt lại nữ nhân hiện tại là trung lẫy bẫy, nàng không biết mình sẽ tao ngộ đến bờ lắc như thế nào tra tấn, nhưng nhất định sẽ là rất thê thảm vận mệnh đang chờ nàng. Hư! Ngươi làm sao không chạy a à, thả chạy thôn, hiện tại biết sợ hãi. Captain Scalock phẫn nộ gào thét lớn, ngươi tiện nhân này, hắn mã muốn chết còn muốn liên lụy ta. Chỉ thiếu chút nữa, nhưng vẫn là bị thôn trốn. Nếu có một đội kỵ sĩ, như vậy thì sẽ là kết quả khác nhau. Lắc đầu, kỵ sĩ thượng quý loại trừ ý nghĩ trong lòng. Terence sẽ không cho phép Blackmo có được dạng này một đội kỵ binh. Captain Scalock từ bỏ đuổi bắt, đem ta thê tha ném tới tọa kỵ bên trên, hắn muốn trở về hướng lãnh chú báo cáo. Blackmo có thể hay không lại phái ra bộ đội tìm kiếm phiến khu vực này hắn không biết, Captain Scalock chỉ biết là nữ nhân này có thể để cho hắn giao nộp. Lửa giận có phát tiết mục tiêu, hắn không đến mức bị lãnh chúa trách phạt quá ác. Captain Scalock Đại Nhân Một người thủ vệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, hoảng hoảng trương trương chạy tới. Chuyện gì? Kỵ sĩ thượng úy cảm thấy không lành. Derek trung úy xảy ra chuyện. Cái gì? Captain Scalock một phát bắt được cái này thủ vệ, đem hắn nhấc lên, hắn không thể tin vào tai của mình. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Derek thế nào? Hắn ở đâu? Đáng thương thủ vệ bị nổi giận kỳ sĩ dọa sợ, hắn nâm nớp lo sợ nói đến, chúng ta phát hiện lúc, trung úy đại nhân đã chết đi thật lâu. Là những cái kia trôn. Chúng ta có phát hiện đánh nhau vết tích. Hỗn đảng. Captain Scaloc hung hăng đem thủ vệ rơi trên mặt đất, Derek là hắn nhiều năm hảo hữu. Được vinh dự mô trảo, rằng chiến sĩ kỳ sĩ tổ hợp, bọn hắn là phi thường thân mật đồng bạn cùng chiến hữu trôn. Kỵ sĩ phẫn nộ gào thét, những cái kia trôn đi nơi nào. Từ chiến trường vết tích đến xem, những cái kia trôn là một đường hướng bắt đi. Giá. Dạ. Kỵ sĩ thượng úy hung hăng thổi lên roi ngựa dùng sức bỏ rơi, dậy chiến đấm đá lấy chiến mã phần bụng. Như là mũi tên, chiến mã mang theo Captain Scalock nhanh chóng rời đi, kỵ sĩ thượng úy đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Chờ một chút, thượng úy. Captain Scalock đại nhân, chờ ta một chút nhóm. Những này nhân tộc chiến sĩ đều cảm thấy không lành. Derek trung úy lợi hại như vậy chiến sĩ đều đã chiến tử, hiện tại Captain Scalock đại nhân một người liền tiến lên. Kỵ sĩ thượng úy còn mang theo nữ nhân kia, kia có phải hay không liên lụy hắn? Mau cùng lên. Đăng, 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 đăng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, ca giết bọn hắn đã đã hiểu. Santa cùng chiến mã chạy lúc đều sẽ tạo thành dạng này vang động. Easter Kingdom nhưng không có Santa. Cẩn thận. Địch tập. Là nhân tộc kỵ sĩ. Ca giết phát hiện trước nhất vọt tới kỵ binh, chỉ có một ngựa, Captain Scalock. Trôn. Captain Scalock trốt cục đuổi kịp những này trôn. Làm thịt các ngươi. Kỵ sĩ thượng úy tiếng trống bên trong tràn ngập lấy lửa giận. Hừ. Ai làm thịt ai, vậy cũng không chắc chắn. Chiến mã không có giảm tốc, thẳng tắp xông lại. Sa nộ trôn vội vàng tản ra. Ca giết ngồi cao trên tọa kỵ, giơ cao trên tay phải ngưng tụ ra một viên ma pháp chù y, chù y bên trên thỉnh thoảng chấp động lên lôi đình cùng thiểm điện. Phong bạo chi chù y. Cho ta xuống tới. Sa nộ tù trưởng ném ra trong tay chù y, rất đáng tiếc, mà pháp chù y cũng không thể kích choán kỵ sĩ thường úy. Trong khoảnh khắc đó, Captain Scalock nhanh chóng dơ lên trong tay thuẫn bài, trải qua ma lực của hắn gia trì, trên mặt thuẫn nổi lên kim sắc quang mang. Captain Scalock thổi lên thuẫn bài hung hăng vỗ. Đây là... Ca giết là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, phong bạo chi chú y bị kỳ sĩ thượng úy tùy tiện phá giải rơi. Thần thánh chi thuẫn. Cẩn thận. Tù trưởng. Chiến mã đã vọt tới ca giết phụ cận, hai người giao thoa ở giữa, sa nộ trôn chỉ thấy Captain Scalock dương một tay lên, phát ra một cái ma pháp chủ y hướng hắn đánh tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. Chế tài chi chủ y. Mèo, nhiều năm dùng chủ y, thế mà bị chủ y đập. Ca giết hai mắt tối đen, liền bị kích choáng quá khứ, sa nộ tù trưởng từ trên thân bạo lực lòng rớt xuống. Tù trưởng. Dừng tay. Captain Scalock nhảy xuống ngựa, đang muốn tiến lên thu hoạch ca giết tính mệnh, cơ là kỳ lát cùng Esin sarah cưỡi bạo lực long lao đến. Hừ! Các ngươi đều phải chết. Kỳ sĩ toàn thân lóng lánh kim sắc quan huy, kia thần thánh năng lượng rót vào đại địa, thiêu đốt lấy chung quanh hắn. Thánh kỵ kính dân. Bạo lực long rít lên, không nhận trôn khống chế, tứ tán chạy đi, bọn chúng bị kia nóng rực năng lượng bị phỏng. Đây chính là trôn đầu lĩnh đi, ngươi là người thứ nhất. Không. Klakilak từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống Nhẫn thụ lấy kia thánh quan năng lượng thiêu đốt Hướng về nhân loại kỵ sĩ tiến lên Đối mặt trong phẫn nộ trảm kích Captain scalock trầm xuống eo Đem thuận hướng trước người dựng lên Bành Klakilak trảm kích Bị kỵ sĩ đón đỡ ở Hắn bị kia cường đại phản chấn lực lượng đẩy ra Liên tục lui lại Ngã nhào trên đất Hừ, không gì hơn cái này Kỵ sĩ thượng úy kêu to Còn không có quay người lại bên tai truyền đến trung kia tối nghĩa nỉ non. Vu thuật Bằng vào nhanh chóng năng lực phản ứng, Captain Scalock nhanh chóng trở lại, một đoàn u ám vu thuật năng lượng đánh tới. Không chần chờ chút nào, tấm trắng trong tay lần nữa hướng cái này u ám chùm sáng vỗ tới. Không tệ. Kỵ sĩ. Thần thánh chi thuẫn. Nghe được sau lưng thanh âm truyền đến, kỵ sĩ thượng úy nhanh chóng hướng một bên né tránh, né tránh ca giết trạm kích sa nộ tù trưởng thanh tĩnh. Cảm nhận được trên thân kia thần thánh lực lượng thiêu đốt, ca giết lửa giận rốt cuộc ngăn chặn không ở, chỉ kém như vậy một chút, hắn liền bị xử lý. Làm thịt ngươi. Sa nộ tù trưởng hai mắt đỏ bừng, trong tay động tác tự hồ cũng sắp mấy phần. Cùng bạo chi nộ. Hừ. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Kỵ sĩ trong tay động tác không ngừng, lại là một cái chế tài chi nền gõ hướng ca giết thật đáng tiếc, không phải sao. Nổi giận bên trong trôn không có bị kích choáng. Trong tay tiên si giả hướng phía Captain Scalock chém tới. Chí tử tiến công. Vô dụng. Ca giết trảm kích bị kỵ sĩ thuẫn bài đón đỡ ở. Thật sao? Sa nộ tù trưởng động tác không có dừng lại, trường kiếm lại nhanh chóng hướng về Captain Scalock vung đi. Áp chế. Hỗn đảng nhân loại kỳ sĩ rốt cục bị ca giết chặt tổn thương hắn cũng phát hiện mình tình cảnh không ổn thủ hạ những cái kia nhân loại thủ vệ vẫn không có thể cùng lên đến hắn xông đến quá nhanh nguy hiểm căn bản không cho kỵ sĩ cơ hội thở dốc ca giết trong tay động tác không ngừng klakilak cũng lần nữa lao đến đáng chết captain scalock sợ hãi hắn vội vàng lui ra phía sau nhưng không có phòng bị sau lưng trôn vui y tập kích bành Esin xin chuẩn bị đã lâu ma pháp đánh trúng vào kỵ sĩ phần lưng kịch liệt ma lực bộc phát đem hắn tung bay a a a lăn đi là ba con bạo lực lông bọn chúng nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được bổ nhào thụ thương kỵ sĩ kiếm trong tay thuẫn lung tung quơ captain scalock mới đưa la vi bọn chúng cưỡng chế di dời cũng chỉ nhìn thấy một thanh tràng đầy thiểm điện năng lượng ma pháp chú y đối diện đánh tới không phong bạo chi chú ý rốt cục đem nhân tộc kỵ sĩ kích choáng. Bạo lược long lại một lần ông kén mà lên. Những giả thú kia xé rách lấy nhân tộc kỵ sĩ huyết nhục, tràn diện rất là huyết tinh. Ca giết trong mắt huyết sắc biến mất, hắn hồi phục thanh minh. Đi qua, xua đuổi đi bạo lược long, sa nộ tù trưởng đem kỵ sĩ kiếm thuận đá văng ra. Cái này nhân loại lòng ngực còn tại kịch liệt chập trùng, hắn còn sống. Ha ha, ngươi chính là Captain Scalock. Ca giết đắc ý nhìn xem đầy người thương tích nhân loại kỵ sĩ, sa nộ tù trưởng đã quên hết vừa rồi kém chút bị giết không thoải mái, hắn là lần chiến đấu này người thắng. Phe thắng lợi có quyền lợi đắc ý. Người đáng chết, trôn. Lãnh chúa đại nhân sẽ vì ta báo thù. Captain Scalock thanh âm rất là suy yếu, mạng hắn không lâu vậy. Lãnh chúa. Ca giết cười ha ha, Blackmo. Ha 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 ha. Đối với cái này, sa nộ tù trưởng sẽ không lo lắng, hắn sẽ không cùng cái này nhân loại lãnh chúa đối đầu nếu như hết thảy dựa theo lịch sử phát triển, Throne sẽ trở về tìm hắn dưỡng dục người, chấm dứt bọn hắn ân oán. Ca giết cùng Blackmo đem không có bất kỳ gặp nhau. Tù trưởng Klaquilac dắt qua đến một thất chiến mã, là Captain Scalock tọa kỵ. Đây là Ca giết bước nhanh đi đến chiến mã trước mặt. Trên lưng ngựa là một cái tóc vàng nhân tộc mụi tử, nàng có tinh xảo khuôn mặt, thân mang màu trắng quần áo trong. Nàng hôn mê, nằm ở trên lưng ngựa. Một bộ màu lam lễ váy phát họa ra động lòng người bờ mông đường công. Ca giết trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng còn cần xác nhận. Kỵ sĩ, nữ nhân này là ai? Captain Scalock từ cảm giác không có sống sót khả năng, hắn không nhìn ca giết hỏi thăm. Hừ, không nói ta cũng biết. Đây là ta thê tha các ngươi bắt ở thôn rồi kỵ sĩ thượng úy không có trả lời, trên mặt của hắn tràn đầy cừu hận. Nữ nhân này thả chạy thôn. Đều là bởi vì nàng mới phát sinh hôm nay hết thảy. Ở trong mắt Captain Scalock, ta thề tha cùng cái này ba cái trôn đồng dạng đáng chết. Khoát khoát tay, bạo lực lông cùng nhau tiến lên, nhân tộc kỵ sĩ chỉ phát ra vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền rốt cuộc không có âm thanh. Tù trưởng, có người đến. Là những này nhân tộc thủ vệ, hẳn là cái này kỳ sĩ thủ hạ. Đem ta thê tha ông lấy phóng tới la vi trên thân, mình cũng xoay người cưỡi lên tọa kỵ. Đi. Đi ra thật xa, sa nộ tù trưởng trở lại kinh đến, hắn từ đầu đến cuối cảm giác không đúng, ngươi mã. Đánh xong bốt quên sờ thi. Klakilak cùng Esin Sara hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không hiểu ca giết tại sao muốn đeo cái này vào nhân tộc nữ nhân. Người xuyên Việt cũng sẽ không để ý tới thủ hạ trông nghi hoặc. Rông bởi vì Zenana lớn lên giống Ta tha mà đối nữ pháp sư rất có hảo cảm. Zenana thế nhưng là cung tira Ra vương nữ, là đại pháp sư Anthony Đác Minh tinh học đồ, nàng là Azeroth cường đại nhất pháp sư một trong. Zenana đối với người bình thường tới nói là cao như vậy không thể leo tới. Người xuyên việt mang đi Ta Thetha là bởi vì nàng rất xinh đẹp, nàng rất giống Zenana, nàng sẽ là một cái bình dân bản nữ pháp sư. Trên trời rơi xuống cái Ta tha À, người xuyên Việt rất là hưng phấn, thành công vào tay một cái xinh đẹp nhân tộc mùi tử. Ca giết biết ta thê tha vận mệnh rất là bi thảm. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, ta cái thiện tai. Captain Scalock, ngươi làm được thật hắn mèo xinh đẹp. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Tin đồn thất thiệt bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 53 Tin đồn thất thiệt, tù trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vì tránh né người đứng phía sau tộc truy binh, ca giết một đoàn người không ngừng bắt thượng, bọn hắn đi tới một chỗ bãi sông, tại xa nộ trôn trước mặt là một đầu chảy xiết dòng sông. Người xuyên Việt biết con sông này, tác dặm hơn ngươi sông, đây là Lót Đa Rôn đại lục lớn nhất dài nhất một dòng sông. Đây cũng không phải là trong trò chơi đầu kia dòng suối nhỏ, chảy xiết trọng lớn trên mặt sông nước sông mãnh liệt mà xuống, sa nộ trông không thể nào đi bộ lội nước vượt qua nơi này. Dọc theo sông mà xuống, vẫn là ngược dòng lưu mà lên. Tại cái này dòng sông Hạ Du sẽ một mực thông hướng sao xô, đây chính là Lót Đa Rôn vô cùng trọng yếu ra cửa biển, nơi đó sẽ có trọng binh trấn giữ, trôn cũng không thể đưa đi lên cửa. a à, người xuyên Việt nhớ tới một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Thron vừa mới thoát đi. Hắc, như vậy móc ran bọn hắn nhất phiếu đại ngưu cũng tại sao xô. So. Muốn hay không đi cướp đi khối kia ám ảnh thủy tinh. Đương nhiên, ca giết biết, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Muốn từ những đại nhân vật này trong tay cướp đi thủy tinh, đơn giản chính là ý nghĩ hảo huyền dạng này toàn minh tinh đội hình, lịch kim tới cũng phải quỳ. Nơi đó còn có lấy một đám tương lai huyết sắc tinh anh, nơi đó có huyết sắc tứ mỹ một trong item nàng là trong trò chơi lại một đầu chân trắng. Ách, vân vân. Không phải đâu, người xuyên Việt đột nhiên nhớ tới một ít chuyện rất trọng yếu. Tương lai huyết sắc kiểm sát trưởng vẫn là một cái tiểu la lị. Ca giết cảm giác trong nháy mắt không xong, tính toán thời gian, và Nessa cũng vẫn là nho nhỏ la lị. Ngươi mã. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, người xuyên Việt âm thầm trấn an lấy chính mình, mình muốn theo đuổi là vĩnh hằng tuế nguyệt, cái này hơn 10-20 năm trên lệch, tại ngàn năm vạn năm thời gian trước mặt không đáng giá nhắc tới. Có lẽ có thể tới cái dưỡng thành. Ca giết cảm giác ý nghĩ của mình có chút tà ác, nghĩ lại, trôn cũng không chính là tà ác chủng tộc. Người xuyên Việt thế nhưng là một cái bé ngoan, có dạng này tà ác tâm tư, đều là trôn nồi. Ca giết ý vị thâm trường nhìn về phía hạ du bờ sông, oai tem. Hắc hắc. Làm mình không cẩn thận ngã xuống, sa nộ tù trưởng sẽ phi thường muốn nghe được một câu. Phục sinh đi, ta dũng sĩ. Nghĩ đến sao sô hải cảng, ca giết âm thầm nóng vội. Từ pháp đai eo vịnh biển lúc trời đi, trong tù trưởng từng cùng Galo ước định thời gian trở về. Tính toán thời gian, sa nộ trôn nhưng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Tù trưởng, ngài không có sao chứ? Ngài sắc mặt thật không tốt. Không có việc gì, chỉ là có điểm tâm gấp chúng ta nhưng không có quá nhiều công phu cùng nhân loại chơi biệt mắt trốn tìm trò chơi. Galo khả năng sắp đường về đến Pháp Đai Eo Vịnh Biển. Chúng ta được nhanh điểm trở về. Lại nóng vội cũng vô dụng, ca giết biết, bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát khỏi đun nhôn đuổi bắt. Đi theo ta. Người xuyên Việt nhớ kỹ tại cái này dòng sông phụ cận sẽ có một chỗ trôn phế tích, có lẽ có thể tạm thời tới đó tránh né truy binh. Đã từng trôn đế quốc vô cùng cường đại, hiện tại phạm nhân chủng tộc có thể sẽ không hiểu rõ, nhưng người xuyên Việt biết cái này cổ lão chủng tộc huy hoàng quá khứ. Trôn đã từng đánh bại qua á cơ trùng nhân. Chỉ điểm này cũng đủ để khiến Trôn khinh thường tất cả chủng tộc. Đáng tiếc là, Trôn đế quốc bị gần đây cuộc khởi nai eo đánh bại. Nói không chừng chung quanh đây phế tích liền từng là một tòa trôn hùng vĩ thành trì. Thế sự biến thiên, biển cả cũng thay đổi ruộng dâu. Tù trưởng, nơi này thật có trôn phế tích. Ha ha, tin tưởng ta, không sai. Tù trưởng, ngài hẳn là chưa hề ra tới biển khơi a, à, ngài làm sao lại biết sa mạc phía ngoài những chuyện này? A, à, cái này a, à, e xin xa ra, ngươi hiểu rõ đến chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, trong đầu ta còn có rất nhiều phong phú tri thức. Cảm nhận được thủ hạ trôn sùng bái cùng sợ hãi tháng phục, ca giết là phi thường đắc ý. Ngươi phải biết, ta thế nhưng là bị thần minh chiếu cố trôn đây là thần linh quà tặng cùng chúc phúc người xuyên việt có quyền lợi đắc ý Trông thuộc hạ không ngừng cảm thán thần minh chiếu cố đột nhiên một tiếng ung dung thanh âm vang lên để sa nộ trôn giật nảy cả mình ai ca giết gầm lên hắn vậy mà không có phát giác được có người tiếp cận nếu như gia hỏa này không có hảo ý sa nộ tù trưởng đã không còn dám tiếp tục nghĩ ra tra giết lấy ra tiên si giả hắn tùy thời chuẩn bị công kích sa nộ thần kiếm su xét kia khoa trương quỷ dị tạo hình thật sâu chấn nhiếp kẻ nhìn lén tâm linh không nên kích động là ta chỉ là một cái suy yếu lão gia hỏa không nên vọng động ta trôn những đồng bào từ vứt bỏ vách tường đằng sau chậm rãi đi tới một năm lão trôn hắn giơ cao lên hai tay ra hiệu mình cũng không có uy hiếp cái này lão trôn cũng sợ hãi ca giết bọn hắn đột nhiên xuất thủ xử lý hắn. Lão trôn chậm rãi đến gần, lửa trại chiếu rọi, sa nộ trôn thấy rõ trên người hắn xác thực không có vũ khí. Mặc dù vẫn là tại đề phòng, nhưng không khí trong sân dễ dàng không ít. Ha ha, tuổi già trôn đồng bào, ngươi vì cái gì âm thầm thăm dò chúng ta? Biểu hiện như vậy cũng không làm sao hữu hảo. Ca giết cao mày, rất là kinh ngạc hắn cũng không có cảm giác ra lão gia hỏa này sẽ có bao nhiêu mạnh thực lực. Vậy hắn là như thế nào tránh đi tất cả mọi người tai mắt như thế tiếp cận xa nộ trôn? Mặc dù Clakilac cũng không có phòng thủ, hắn đã liên tục thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ca giết đem kia ba con bạo lực long an bại tại doanh địa bên ngoài, những này giả thú cũng không có cảnh giác. Cái này Azeroth là một cái rất đa nguyên thế giới, mà Pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Người xuyên Việt không dám tưởng tượng, nếu như cái này lão trông là địch nhân, chỉ cần mấy khỏa sắt lá lựu đạn, bọn hắn đều phải thanh lý. Sắt lá lựu đạn, đây chính là giết người cướp của, nhà ở lữ hành chi thiết yếu. Gobin cùng gom đều có thể rất dễ dàng liền làm đến cái đồ chơi này. Không phải thăm dò. Lão trông vội vàng biện giải, Klakilak cùng Esin Sara đều không có hảo ý ẩn ẩn vây quanh hắn khác biệt thị tộc trong tương hổ săn giết là không thể bình thường hơn được. Hắn cũng không muốn bị ba tên này giải quyết hết. Xin tin tưởng ta, xa là đồng bào. Ta một mực tại nơi này ẩn cư. Đây là ta chỗ ở, ta chỉ là một lần tình cờ nghe được các ngươi nói chuyện, cũng không phải là cố ý nghe lén. Ngươi ở chỗ này ẩn cư. Ca giết rất là giật mình, không phải là tên kia a, à, ngươi là bộ phong giả Basila lão trông rất khiếp sợ sẽ có người biết hắn, trông nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, rất nhanh lại khôi phục trấn định, nhưng tất cả những thứ này không có trốn qua sa nộ tù trưởng con mắt. Quả nhiên là Basila. Còn muốn phủ nhận sao? Ca giết ngữ khí đã phi thường không xong, Clakilac cùng Esin Sara cạn là tùy thời chuẩn bị nổi lên. Chờ một chút, vân vân. Lão trông cúng quyết kêu, là ta, ta đúng là Basila, một cái lão sa mang nhưng chúng ta cũng không nhận ra, cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, không phải sao? À, xác thực, chúng ta cũng không từng nhận biết đối phương, nhưng ta biết ngươi. Ca giết ra hiệu trôn thuộc hạ bỏ vũ khí xuống. Không chỉ là Basila thở vào một cái, người xuyên Việt cũng yên tâm bên trong tâm tình khẩn trương. Mèo, chỉ là một cái nhiều năm ẩn cư nơi này lão trôn. Ta còn tưởng rằng là không có hảo ý tới gần địch nhân. Bộ phong giả gió lốc vũ khí. Lão sa man còn không có triệt để buông lỏng tâm tình khẩn trương, ca giết một câu lại để cho hắn tâm nhất lên. Bộ phong giả Basila, ngươi hẳn là sẽ rèn đúc rất cường đại nguyên tố vũ khí A. Basila há hốc mồm, trên mặt của hắn rất rõ ràng là khó có thể tin biểu lộ. Đúng thế. Như vậy có thể hay không kỹ càng giới thiệu tác phẩm của ngươi, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối mặt sa nộ tù trưởng tràn đầy tự tin tiếu dung, lão sa cảm giác là như thế bất lực trầm mặt nửa ngày không có lời thừa thải basila từ trong ngực móc ra một quyển tấm da dê phía trên này chính là trôn sa nhiều năm tâm huyết có nguyên lai like trôn ký ức ca giết độc lên trôn sa quyển da cừu không có bất kỳ cái gì chướng ngại a à, basila ngươi ghi lại rất thú vị thế nào có hứng thú giải thích một hai sao lão trôn nuốt nước miếng một cái khẩn trương cảm giác vẫn không có buông xuống cái này quyển gia cừu phía trên đã ghi lại rất kỹ càng, không phải sao? Ta trông đồng bào. À, đúng à, Lai Phót, cái này tốt làm. Lưu vong tinh hoa, có thể sẽ có hơi phiền toái. Ca giết thanh âm đàm thoại một cái trở nên âm trầm, như vậy những này huyết đỉnh trông răng nanh lại là chuyện gì xảy ra? Có thể giải thích hạ a. À? Nói xong lời cuối cùng, sa nộ tù trưởng biểu lộ đã trở nên xâm nghiêm đáng sợ. Hinterland liền có rất nhiều trôn, trôn sa mang thế mà lại yêu cầu đi xa Stengen lo vêu sang giết huyết đỉnh thị tộc trôn, trong này nếu như không có vấn đề đó chính là buồn cười lớn nhất. Cái này. Lão trôn một cái ngồi liệt trên mặt đất, hắn biết trước mắt xa là trôn đầu lĩnh cũng sẽ không dễ gạt như vậy. Tốt a, à, ta ở chỗ này ẩn cư đã rất lâu rồi. Bộ phong giả Basila bắt đầu hắn giảng thuật, kỳ thật ta là bị huyết đỉnh bộ tộc lưu vong tộc nhân bị từ thị tộc bên trong khu trục, ta một thân một mình lại tới đây phế tích, cái này ngẩn ngơ chính là mấy chục năm thời gian. Bởi vì trải qua quá nhiều cực khổ, ta không giờ khác nào không tại tưởng tượng lấy phải hướng cái kia vô tình khu trục ta huyết đỉnh thị tộc Nem Si. Hừ, quả nhiên. Người xuyên Việt vì mình cơ trí điểm tán. Ta rất xem trọng trong đầu của ngươi học thức, sa man. Thế nào? Ta mời ngươi gia nhập bộ tộc của ta, ta sẽ cần ngươi nắm giữ tri thức. Muốn gia nhập sao? À. Tù trưởng. Tù trưởng, đây là. Không chỉ là Basila, Clakilac cùng Esin Sara cũng đều biểu thị khó hiểu. Không để ý tới trôn thuộc hạ nghi vấn, ca giết bình tĩnh nhìn chăm chú lão sa Man. Cho dù là uy bức lợi dụ, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để bộ phong giả gia nhập. Có thể hỏi một chút ngài sở thuộc bộ tộc sao? Basila đã có vẻ siêu lòng, hắn đã chán ghét cô tịch ẩn cư sinh hoạt. Nếu có bộ tộc khác nguyện ý thu lưu, bộ phong giả cũng nghĩ qua, hắn sẽ muốn gia nhập một quần thể. Azeroth khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, đơn đã độc đấu cũng là có, nhưng này cần phải có chừng đủ cường đại thực lực. Mà bộ phong giả Basila đã rất già yếu. Chúng ta đến từ sa mạc, là Dung Rắc sa nộ bộ tộc. Sa mạc sao? Như vậy ngươi là muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì, xa lạ đồng bào, ta nắm giữ tất cả tri thức đều đã ghi chép tại cái này quyển gia cừu bên trên. À, ngươi biết bắt được những cái kia cường đại nguyên tố phương pháp, chỉ điểm này, ta liền cần sự gia nhập của ngươi. Nơi này có rất mạnh nguyên tố tại hoạt động. Đúng vậy, Angie Mercer, chung quanh đây cường đại không khí nguyên tố. Ta từng chú ý tới nó rất lâu. Nếu có người có thể đánh bại nó, Ta liền có thể đưa nó năng lượng thúc trói lại. Ngươi muốn có được Ange Mercer -er năng lượng tinh hoa. Đây chính là ngươi muốn. Không, không. Basila, giả tâm của ta muốn lớn hơn. Ange Mercer -er có lẽ sẽ là một cái đầy đủ lợi hại không khí nguyên tố. Nhưng này không phải ta muốn theo đuổi. Ca giết mỉm cười rất thần bí. người xuyên việt mục tiêu là phong chi thân vương, trục phong giả Sandrin. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Thẳng thắng tương đối Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 54 Thẳng thắng tương đối sa nộ tù trưởng bị Titan kháng hộ giả cứu, mặc dù vẫn là trôn bề ngoại, nhưng ca giết nhưng thật ra là có kim loại từng cường hóa xương cốt cùng huyết nhục. Bé từng nói cho trôn, hắn có thể tìm được những cái kia năng lượng cường đại đến không ngừng cường hóa thực lực của mình thổ thủy hỏa gió đây là cấu thành azeroth thế giới vật chất cơ sở mà ở cái thế giới này cũng xuất hiện qua tứ đại nguyên tố cường đại lãnh chúa chỉ là bọn chúng bị titan thủ hộ giả đánh bại mà nhận trục xuất người xuyên việt biết cái này azeroth thế giới cơ hồ tất cả bí mật một cái cường đại nguyên tố thủ lĩnh đã lại xuất hiện ở thế giới vật chất Rangaroth vị này cường đại hỏa nguyên tố thủ lĩnh dưới trướng, ga cùng ba rồng ghe đồn trong tay có trục phong giả san phong ấn. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, ca giết có thể đánh cấp trục phong giả tem tinh hoa. Không chỉ là san Làm hắc long nên thay rino giao động thế giới chi trụ, đánh vỡ nguyên tố hàng rào, phong nguyên tố lãnh chúa sẽ tướng ngược Adan mẫu. Khi đó, ca giết còn có thể cướp đoạt ngự phong giả Ara lực lượng. Adan mẫu ngay tại Tanarit bên cạnh không chỉ là gió, còn có thể có lửa, nước cùng thổ. Trước mắt tuổi già trông sa mang liền nắm giữ lấy dạng này tri thức. Ca Diết muốn đoạt lấy những cái kia nguyên tố lực lượng, sẽ cần bộ phong giả Basila hiệp trợ. Nếu như không gia nhập, Basila, ta sẽ trực tiếp bắt cóc ngươi. Bóng đen tế sư sơ thúc sẽ từ linh hồn của ngươi chỗ sâu thu hoạch những kiến thức kia. Hy vọng ngươi đủ thông minh, ta cũng sẽ không để ý một cái lạ lẫm trong sinh tử bộ phong giả có thể cảm nhận được ca giết trong mắt sốt ruột khát vọng ta nghe được ngài thuộc hạ như thế xưng hô ngài tù trưởng đúng vậy ta là ca giết uin sa nộ bộ tộc tù trưởng dung pha trắc chủ nhân như vậy ca giết tù trưởng nếu như ta gia nhập ngài cần ta làm thế nào hay là nói ngài mục đích là cái gì ha ha thú vị ca giết mỉm cười tiếp cận basila tốt a à, nói cho ngươi cũng không sao Ta cuối cùng muốn ngươi bắt được chính là phong chủ nhân. Phong chủ nhân. Basila khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, ngự phong giả Ara Đã có một cái tự xưng, lôi thần, mogu, người xuyên việt đối, phong thần, xưng hào phi thường nóng mắt. Không. Ngươi chắc chắn là điên rồi. Lão Shaman cao giọng kinh hô, Klakilat cùng Esin xa ra một mặt sự ngu ngốc bọn hắn không biết lão gia hỏa này vì sao lại có như thế mãnh liệt phản ứng. Ha ha, không muốn kinh ngạc như thế. Angemerser là phong nguyên tố, ngươi có thể bắt được năng lượng của nó tinh hoa, Arakiu cũng chỉ là mạnh mẽ hơn nó mà thôi, cũng không có khác biệt về bản chất. Không, nào có như thế nhẹ nhõm. Ngươi chính là một người điên. Đáng chết. Ngươi muốn chết. Lão gia hỏa. Sa nộ trôn không biết cái gì Arakiu, cái gì ngự phong giả, nhưng cái này lão trông vậy mà nhục mạ mình tù trưởng. Ha ha, e xa sara, các ngươi lui ra. Làm yên lòng hoảng sợ bộ phong giả, ca giết hy vọng hắn sẽ tự nguyện gia nhập. Ta sẽ đánh bại những cái kia nguyên tố, thậm chí là cường đại nguyên tố lãnh chúa. Mà ngươi, Basila, ngươi chỉ cần bắt được bọn chúng nguyên tố tinh hoa. Phân công rất rõ ràng, chúng ta hội hợp làm phi thường vui sướng. Bộ phong giả còn muốn nói cái gì? Hắn thấy được lát cùng Esin xa nhìn hầm hầm, trước mặt Sa nộ tù trưởng trong mắt cũng đã có không nhìn được ánh mắt. Ai? Lão Trung thở dài một tiếng. Basila nguyện ý gia nhập ngại bộ tộc, ca giết tù trưởng. A a a a a Sáng sớm, ca giết vẫn còn ngủ say bên trong, phế tích trong doanh địa liên tục tiếng thét chói tai vang lên. Trông đều bị bừng tỉnh ca giết hướng kia tiếng kêu sợ hãi vang lên địa phương nhìn lại, là nhân loại nữ nhân kia. Ta the tha tỉnh, vừa định chạy, liền bị bạo lực long vây quanh. a à, chống cái lưng mỏi, sa nộ tù trưởng đi tới, đem ta the tha bên cạnh bạo lực long đuổi đi, buổi sáng tốt lành, nữ sĩ. Ta the tha hoảng sợ nhìn qua trước mắt trôn, nàng bị những giả thú kia dọa sợ, các ngươi là trôn. Ta không phải bị Captain Scalock thượng úy bắt lấy sao? tại sao lại ở chỗ này? Captain Scalock bị ta giải quyết. Là ta cứu được ngươi nha. Có thể hay không thả ta trở về? Thả ngươi. Ca giết buồn cười nhìn chầm chầm nữ nhân trước mặt, ngươi cho là ta sẽ thả ngươi trở về sao? Thật vất vả bắt lấy mùi tử, có thể nói buông liền buông. Người xuyên việc nguyên tắc còn cần hay không? Tù trưởng, trong thuộc hạ cũng đều tỉnh, cờ là kỳ lát bọn hắn đều đã làm xong xuất hành chuẩn bị, chúng ta hôm nay muốn đi đâu? Từng. Ca giết thật sâu tự hỏi, bắt lấy ta thê tha cánh tay đưa nàng nhất lên. Ta muốn trước đi nhân tộc khu quần cư. Basila cùng vị này mỹ lệ nữ sĩ cần tòa kỳ. Tù trưởng, một mình ngài đi sao? Có cần hay không chúng ta cùng đi. Không, các ngươi trước tiên ở nơi này nấp kỹ. Ta sẽ cẩn thận, kề bên này có nhân loại thành trấn, đa rau Ta sẽ nghĩ biện pháp làm chút ngựa. Ngài phải cẩn thận, tù trưởng Lôi kéo ta thê tha tay Ca giết đi ra doanh địa Ngươi làm gì Ta thê tha, đi với ta một chuyến đa rau Ngươi cùng ta mới đồng bạn cần phải có thay đi bộ tòa kỵ Thả ta trở về Ta không cần cái gì tòa kỵ Không để ý tới ta thê tha dãy dụa Ca giết đưa nàng ông lấy phóng tới la vi trên lưng Thả ngươi trở về Biết ngươi làm cái gì sao Ta thê tha Nhân loại mùi tử trên mặt hiện ra thống khổ cùng đau thương thần sắc, vang cầu ngươi, trung tiên sinh, mẫu thân của ta còn tại Đun nhôn. Hừ, ca giết xoay người cưỡi lên bạo lực lông, cùng trung thuộc hạ cáo biệt rời đi. Hiện tại thấy hối hận, biết sợ hãi. Ta thề tha, ngươi hẳn phải biết, Black đối ốc throne, đối ngươi throne đệ đệ có như thế nào chờ mong. Ngươi không chỉ là thả chạy hắn ốc sủng vật, ngươi hủy đi chính là Black mô cùng vọng giả tâm ta the tha đã nhỏ giọng khóc sụt sùi nàng lo lắng cho mình mẫu thân trong tù trưởng lời nói lại vô tình đem kia hiện thực tàn khốc xé mở bóp nát đặt tới trước mặt của nàng ngươi cho rằng mô sẽ bỏ qua ngươi hắn sẽ bỏ qua mẹ của ngươi đừng ngốc ta the tha mẹ của ngươi cũng đã tao ngộ bất trắc ngươi trở về cái gì cũng làm không được nhân loại mùi tử chỉ là không ngừng thúc thích nàng biết cái này trông nói đều là thật bờ lắc mô tàn nhẫn bạo ngược xa gần nghe tiếng. Tại ca giết khống chế dưới, La Vi chở hai người nhanh chóng hướng về đa rao phương hướng chạy tới. Không dám đi đại lộ, sa nộ tù trưởng chỉ dám từ tiểu đạo trải qua. Một đường rất là may mắn, cũng không có gặp được những này nhân tộc tuần tra vệ binh. Tại trời tối lúc, ca giết cùng ta thê thà rốt cục đi tới đa rao. Nghe, ta thê thà, ta cần ngươi hiệp trợ. Tại nhân tộc mùi tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong tù trưởng bề ngoài dần dần cải biến, hắn huyển hóa thành một cái cao lớn cường tráng nhân loại. Lừa gạt Bảo Châu. Ngươi có thể biến hóa thành người loại, vậy tại sao còn cần trợ giúp của ta? Thật đáng tiếc, ta không có nhân loại các ngươi tiền tài. Ngươi đi trước tìm những cái kia thương gia, đem những này trung châu báu đổi thành nhân tộc tiền. Sau đó ta mới có thể đi xem một chút có hay không ngựa bán ta thề tha tiếp nhận trôn đưa cho hắn trôn trân bảo, ngươi không sợ ta đào tẩu. Nếu như ngươi cho rằng đào tẩu đối ngươi càng có chỗ tốt. Nhân tộc mỹ nữ trầm mặt không nói, nàng xác thực không biết hiện tại nên đi chỗ nào. Nhớ kỹ, Black Mô thủ hạ khả năng cũng tới đến nơi này. Không muốn rò rỉ ra sơ hở gì. Xảy ra chuyện, ta cũng không cứu được ngươi. Ca giết hướng một phương hướng khác đi đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giết cùng Esin Sara đều đã đổi lấy đại lượng tiền tài. Rất may mắn, bọn hắn cũng không có phát hiện đun nhôn truy binh. Đa Rau dân phong rất là thuần phát, nhưng những người ở nơi này sẽ không nghĩ tới, mấy năm sau, Catalin giáng lâm, nơi này lại biến thành một mảnh tử địa. Ca giết cùng ta the tha đi tới thành trấn bên ngoài một chỗ nông trường, nơi đó sẽ có bọn hắn muốn tọa kỵ. Tiểu mã bơ lăng. Sa nộ trôn trần chính là trưởng thành ngựa hỗn đảng. Thuần phát, người xuyên Việt thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Liên tiếp hỏi thăm rất nhiều nông hộ, không người nào nguyện ý bán ra ngựa của mình. Có người tự hồ nguyện ý xuất thủ, nhưng hắn chào giá quá cao. Ca giết cùng ta thê tha đổi lại tiền tài còn thiếu rất nhiều, tên ghê tởm này mặt mũi tràn đầy vui cười đùa cợt, hắn đang trêu đùa ca giết. Ngươi nhất định phải chết. Vốn nên là dùng tiền giải quyết vấn đề, ngươi để cho ta không thể không lựa chọn động thủ bốn phía không ai, ca giết sông tới, giữ lại nhân loại nông phu cái cổ, cảm tạ ngươi, bằng hữu, ngươi để cho ta tiết kiệm rất lớn một bút tiền tài, chỉ là có chút vặn một cái, tất cả vấn đề đều chiếm được hoàn mỹ giải quyết. Ta thê tha gắt gao che miệng lại, không để cho mình rít gào lên. Lăng lấy làm gì? Còn không mau đi. Ca giết dẫn ra hai con ngựa, hắn cau mày, ta thê tha dừng ở nguyên địa không có nhúc nhích tàn khốc giết người để ta thê tha nhận rõ trước mắt hiện thực, trước người nạn bóng người không phải nhân loại, hắn chỉ là một cái trôn, hắn sẽ không để ý bất luận người nào sinh mệnh. Mình còn muốn đi theo hắn sao? Thế nhưng là mình lại có thể đi đâu? Ngay tại ca giết không kiên nhẫn, muốn đem ta thê tha cưỡng ép mang đi lúc, nhân loại mỹ nữ mình đi tới. Ta thê tha không chỗ có thể đi. Hừ, rất tốt. Đi nhanh một chút đi chết đi tham lam nông phu bị người phát hiện lúc, ca giết cùng ta thê tha đã đi ra rất xa, thủ vệ đuổi không kịp, thậm chí là không có đầu mối. Sắc trời đã quá muộn, không có khả năng lại đi đường, ca giết bọn hắn đi vào một chỗ trong rừng cây nghỉ ngơi. Ta thê tha, tới. Nhân loại mỹ nữ bất đắc dĩ đi đến ca giết bên người, trông không để ý chút nào giết chết cái kia nông phu, mang cho nàng chấn động còn không có đánh tan. Tại đa rau lúc, ngươi rõ ràng có thể đào tẩu, vì cái gì không rời đi? Ta không biết nên đi đâu. Ha 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 ha. Ca giết cười to để ta thê tha hận hận dậm chân một cái, chờ thoát đi Black Mô đuổi bắt, ta sẽ rời đi. Trôn, ngươi chỉ là một cái hung thủ giết người. Ngươi tàn nhẫn sát hại cái kia đáng thương nông phu. A, à, dạng này a, à, ngươi vẫn là muốn chạy. Hừ. Không sao, ta cũng không phải quá tín nhiệm ngươi cho nên chúng ta hẳn là làm sâu sắc lẫn nhau tín nhiệm, chúng ta hẳn là lẫn nhau thẳng thắng. Không, ngươi muốn làm gì? Ta thê tha bị ca giết ngã nhào xuống đất, hai tay bị đè lại, hai chân của nàng không ngừng đấm đá, tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Thả ta ra. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là đưa ngươi biến thành người một nhà. Giống cái bạo lực lông ở ngoài vi phụ trách cảnh giới. Nghe được một tiếng cao vút thét lên, la vi ngẩng đầu, nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện khác tình trạng, lại nằm sắp xuống dưới. Ánh trăng chính minh. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Nhỏ tiểu Gobin Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 55 Nhỏ tiểu Gobin một buổi vui thích, ca giết trải qua thời gian dài kích tình đạt được phóng thích, khi tỉnh lại, người xuyên Việt chỉ cảm thấy thần thanh khí sản. Ta thê tha còn không có tỉnh, hoặc là nói không muốn tỉnh, nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt ngủ ở nàng bên cạnh ghê tẩm gia hỏa. Ha ha, ta thê tha, nên tỉnh. Chúng ta còn phải đi đường đâu? Ca giết bận biểu cái này bận biểu kia, bốn phía tán loạn, có trời mới biết, chỉ là ăn một chút điểm tâm mà thôi. Bất quá cái này vu thuật ba lô thật là không tệ, Tại phía thơ môn Stronghold mua những cái kia điểm tâm cũng còn bảo tồn rất tốt. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ăn một chút gì đi, đây chính là tinh linh tay nghề. Nhân tộc Mỹ nữ không nói chuyện, một mực trầm mặt, chỉ là yên lặng ăn bánh ngọt, không để ý đến ca giết trên nhảy dưới tránh. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Thế nhưng là ta những thuộc hạ kia thưởng thức không đến, những này tinh xảo bánh ngọt cho bọn hắn chỉ có thể là lãng phí ta cho ngươi biết a à. Thuộc hạ của ngươi. Nghe được ta thê tha thanh thúy lời nói, ca giết đơn giản liền muốn lệ nóng doanh trồng, rốt cục mở miệng. Đúng, đúng, chính là những cái kia thô lỗ gia hỏa. Vậy ngươi đến cùng là cái gì? Trôn. Vẫn là nhân loại. Ừm. Ca giết chậm rãi ngồi xuống, rất xin lỗi, ta đúng là trôn, đây chỉ là lừa gạt bảo cho huyễn tượng. Người xuyên Việt lúc này rất muốn hát một câu, ta rất xấu thế nhưng là ta rất ôn nhu. Ngẫm lại, buổi tối hôm qua mình rất thô bạo, liền từ bỏ. Trôn. À, ta thê tha buồn bã cười một tiếng, ta biết một chút các ngươi truyền thuyết, ta lại bị dạng này tên tà ác đoạt lấy. Ngươi có thể hay không ăn hết ta, trông thế nhưng là sẽ ăn người. Sẽ nha. Ta buổi tối hôm qua không đã trải qua ăn chưa? nhân loại mùi tử trên mặt lập tức biến ửng đỏ, rất là mê người. Ca giết vương tay ra, nhẹ vỗ về ta thê tha tinh xảo khuôn mặt, ta thế nhưng là trôn tù trưởng, ngươi thuộc về ta. Chỉ thuộc về ta. Ngồi trên lưng ngựa, ca giết nắm ta thê tha tọa kỵ dây cương, một người một ngựa, tự như là du lịch. Trên đường, mặc kệ ca giết như thế nào đi nửa đùa, ta thê tha thủy chung là trầm mặt không nói, để người xuyên Việt thật sự là không có chiêu giống cái bạo lực lông ở một bên chạy tới chạy lui đồng, thỉnh thoảng gây nên ngựa bạo động. cái này hai con ngựa cũng không phải trải qua huấn luyện chiến mã, chỉ là rất đơn giản phương tiện giao thông. đi, đi. La Vi cút sang một bên, người kinh lấy ngựa bị chủ nhân ghét bỏ, La Vi xa xa chạy đi, thỉnh thoảng truy cái con thỏ, bắt chỉ chuột đồng, cũng là tự giải trí. Ca giết vẫn là kiên nhẫn muốn đùa ta thê tha mở miệng không có chú ý tới bạo lực long đã chạy rất xa. Cứu mạng! Tiếng thét chói tai vang lên, trên lưng ngựa hai người cũng chú ý tới bên này. Gobin! Làm sao ngươi biết là Gobin? Ta thề thà rốt cục không nhìn được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi đến. A, à, bởi vì ta hiểu một chút Gobin ngôn ngữ A. À. Ca giết rất đắc ý nói. Cuối cùng là có đáng giá tự hào địa phương, bản miêu thế nhưng là không chọn không giữ, Magister, bác học giả. Gobin đang nói cái gì? Thanh âm tự như là rất kinh hoảng. Ta thề tha, không thể không nói, ngươi thật thông minh. Nhìn. Nhân tộc mùi tử thuận ca giết chỉ phương hướng, nàng nhìn thấy một cái Gobin từ bên đường lớn trong rừng cây thoát ra, phía sau là cái này trung thủ lĩnh bạo lực long. La Vi có mục tiêu mới. Cứu mạng. Nhìn thấy trên đường hai kỵ ngựa, Gobin kêu to chạy tới, hắn coi là này lại là kỵ sĩ, hy vọng sẽ có được trợ giúp. Ha ha, ca giết cười lớn, cái này tên lùng còn hướng ta cầu cứu, hắn không biết kia là ta thuần dưỡng bạo lực long. Ngươi sẽ bỏ mặt ngươi giả thú tổn thương cái kia Gobin. Ách, ai sẽ quan tâm không nhận ra cái nào tiểu Gobin. Sống chết của hắn nhưng không liên quan gì đến ta. Nhưng đó là ngươi tọa kỵ. Muốn ta ngăn cản La Vi cũng được, ta thê tha, ngươi cũng không thể lại không phản ứng ta. Hừ. Mùi tử, có đáp ứng hay không? Nhìn a, à, là vì sắp bổ nhào cái kia Gobin. Ta thê tha trên mặt hiện ra không đành lòng, cái này da xanh tiểu Gobin, nhìn từ xa đi rất như là ốc khi còn bé. Nàng nhớ tới Thron, cái kia nàng mẫu thân lấy sữa mẹ nuôi nấng lớn ốc. Thron tự như là đệ đệ của nàng. Mau ngăn cản ráp to, ca giết nghiêng mắt, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Chỉ thiếu một chút xíu, La Vi, cố lên. Ngươi hỗn đảng. Tốt, ta đáp ứng. Nhanh lên ngăn cản con giả thú kia. À, làm không tệ, La Vi. Đương nhiên, còn có ngươi, tiểu Gobin. Ta phí hết nửa ngày môi lưỡi, cũng không đánh động ta thê tha. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa dễ dàng như vậy sẽ làm đến. Giờ khắc này, ca giết tự hồ cảm nhận được phong hỏa hí chư hầu, cái kia chu u vương tâm tình. La Vi, mau trở lại. Giống cái bạo lực long đã bổ nhào Gobin, còn không có ngoạm ăn, Gobin đã truyền đến khàn cả giọng rú thảm. La Vi chạy về đến ca giết bên cạnh, nó cũng chỉ là tìm Gobin vui đùa ầm ĩ, cũng không có thật tổn thương đến Gobin. Phát hiện mình không có thụ thương, mà lại cái kia ghê tẩm giả thú chạy đến kia hai cái kỵ sĩ bên cạnh, một bộ rất thân mật bộ dáng con giả thú này là tên kia sủng vật. Không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng chết, hỗn đảng. Các ngươi chọc giận ta, chờ đó cho ta, kỳ ghi cũng không phải dễ trêu. Tiểu Gobin gầm thét, tức giận nhảy mắng to ca giết. Hắc, cho mặt thật sao? La Vi, lên. Không, vân vân. Tôn kính kỵ sĩ. Bỏ qua cho ta đi. Nhìn xem không đúng, Gobin quả quyết nhận sợ. Ngươi đáp ứng rồi. Ta the tha giữ chặt ca giết ống tay áo, đừng lại chọc ghẹo cái này Goblin. Hừ, tiểu gia hỏa, tính là ngươi hảo vận. La Vi trở về. Ha ha, cảm tạ ngươi, mỹ lệ phu nhân. Goblin xem như đã nhìn ra, không nhận sợ không được. Hắn hướng về Ta The Tha không ngừng xin tha, đương nhiên trong lòng như thế nào nghĩ cũng chỉ có tiểu Goblin mới biết. Goblin vừa mới muốn quay người rời đi, lại bị gọi lại ngươi là Kigi Đúng vậy, tiểu Gobin nhìn rất là kính cẩn nghe theo, trong lòng lại tại không ngừng nguyền rủa ca giết. Ngươi muốn làm gì? Kigi phát hiện trước mắt kỵ sĩ không có hảo ý đánh giá hắn, tỉ mỉ bên trong rất bối rối, chúng ta cũng không nhận ra. Ta không phải là thiếu món nợ của ngươi a, à? không, không, Kigi không nợ bất luận người nào tiền. Kigi Sang. Người xuyên việc hai mắt tỏa sáng. Ha ha, Tiểu Gobin, ca giết tận lực để cho mình ngữ khí càng thêm hiền lành. Muốn kiếm nhiều tiền sao? Ta thế nhưng là có cơ hội rất tốt cho ngươi nha. Không, ta hiện tại chỉ muốn rời đi. Gobin tựa hồ không phải tốt như vậy lắc lư. Thật. Trong tù trưởng móc ra một nắm lớn kim tệ, đây là tại đa trao đổi lấy. Cảm tạ cái kia không biết tên nông phu, cảm tạ hắn vô tư cung cấp ngựa hắn vì ca giết tiết kiệm rất lớn một bút tiền tài. Kim tệ lóng lánh vàng ống ánh sáng, không chỉ có là choáng ván gô mắt, còn để tim của hắn đập đi theo tăng tốc. Ai, thật đáng tiếc. Làm một có khát vọng thương nhân, kỳ ghi ngươi vậy mà không quan tâm tiền tài. Thật là khiến người ta thất vọng. Ta thê tha ở một bên trầm mặt không nói, nàng không biết tên ghê tởm này lại muốn có ý đồ gì. Người xuyên Việt cũng sẽ không buông tha cái này tiểu gô Gobin lên đỏ sức khí, Kigisang phát minh vĩ đại. Thế nhưng là tiểu gia hỏa tự hồ không ra hồn sẽ kinh doanh, mãi cho đến thật lâu về sau, hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ lữ hành thương nhân. Tanatric trong sa mạc, cái kia bán lạc cách phất cách dược tề gia hỏa đều sẽ trở thành mậu dịch trự đầu. Kigisang phát minh thế nhưng là cứu mạng đồ tốt, thế mà không người hỏi thăm. Tốt a, à, tiểu Gobin. Ta đối với người phát minh cảm thấy rất hứng thú muốn hay không hợp tác một chút. Kigi sang xác thực rất tâm động, nhưng hắn còn không có thả lỏng trong lòng bên trong đề phòng. Ai biết cái này ghê tẩm lớn cái có thể hay không không có lòng tốt. Ha ha, không cần như vậy đề phòng. Ta là một bộ tộc thủ lĩnh, ta cần ngươi kia thông minh đầu não. Muốn hay không vì ta công việc. Gobin không nói tiếng nào, trong mắt đề phòng thần sắc càng đậm. Ta sẽ phân công ngươi vì tài chính của ta quan viên, thế nào, Cảm thấy hứng thú không? Hừ, tài chính quan viên. Ta còn mộng tưởng lấy mình có thể trở thành mậu dịch thân vương đâu. Không có hứng thú. Khi ghi sang là có điểm tâm đồng, ngoài miệng lại một ngụm từ chối. Ngươi mã. La Vi. Giống cái bạo lực long trực tiếp nhào về phía tiểu Gobin Chờ một chút, vân vân. Ta đồng ý, ta đồng ý. Hừ, sớm dạng này không phải tốt. Ca giết nhảy xuống ngựa thớt, đem tiểu Gobin nhất lên phóng tới trên lưng ngựa. Không đúng. Vạn nhất tiểu gia hỏa cưỡi ngựa liền chạy, kề bên này nói không chừng có nhân tộc thủ vệ tuần tra. Không, không. Bỏ qua cho ta đi. Không để ý tới Gobin khóc trống, trong tù trưởng đem Kigi bỏ vào la vi trên lưng. Hắc hắc, Kigi ngoan ngoãn theo tới đi. La vi quay đầu lại, nhìn chầm chầm trên lưng tiểu Gobin bất mãn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Kigisan Sang cũng đã nhìn ra cái này bạo lực lông bất mãn, ai, chết chắc. Trở về trên đường, ca giết ba người gặp phải một đội nhân tộc tuần tra thủ vệ. Rất kỳ quái tổ hợp, một nam một nữ cưỡi ngựa, đến còn bình thường, tiểu Gobin cưỡi tại một con hung bạo to lớn ráp to bên trên, thấy thế nào tốt như vậy cười thú vị. Thủ vệ hơi có chút khẩn trương. Gobin. Những này tên lùn thương nhân, bọn hắn khắp nơi đều là. Ừm, không tệ, Kigi Sang. Ca giết vừa rồi rất là lo lắng, chỉ cần Gobin ngao một cuốn họng, bọn hắn liền phải bại lộ. Đương nhiên, ta đã là người trung thực đồng bạn. Kigi Sang mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, thế nhưng là trong lòng của hắn khổ a, à, Gobin vừa rồi cũng nghĩ gọi vệ binh cứu mạng, nhưng mình ngay tại cái này ráp to trên lưng. Vừa có tình huống, hắn liền phải trước hết nhất chơi xong. Tù trưởng Klakilak cùng Esin Sara vọt ra, một ngày trôi qua, bọn hắn rất lo lắng ca giết có thể hay không tao ngộ cái gì bất trắc. Ha ha, là ta. Những thuộc hạ này nhìn xem khí sắc không tệ, đung nhồn truy binh xem ra không có tìm được nơi này. Basila đâu? Ca giết không có phát hiện bộ phong giả, cái này lão sa thế nhưng là hắn phi thường để ý, cũng không thể bị hắn chạy. Basila tại chỉnh lý hắn hành trang, kỳ thật cũng sớm đã làm xong không cần lo lắng, thiết sĩ đi theo hắn đâu. Lão sa mang một mực biểu hiện rất tốt, rất yên tĩnh. Cứu mạng, chạy mau. Là trôn. Nhìn thấy trong phế tích chạy đến trôn, một đường yên lặng kia xăng kêu to, lại phát hiện trước mắt hai nhân loại đều một bộ đương nhiên biểu lộ. Không, vân vân. Nam nhân ở trước mắt chậm rãi biến thành một cái trôn, gô là triệt để tuyệt vọng. van cầu các ngươi, không muốn ăn ta ân, không tệ, nói trong ngôn ngữ rất là có thứ tự. Tốt, Kigisang, bọn hắn là thuộc hạ của ta. Không cần phải sợ. Người bây giờ chuyện thứ nhất, chính là dạy cho bọn hắn đơn giản một chút tiếng thông dụng. Gobin là kinh thương thiên tài, các ngươi ngôn ngữ thiên phú cũng sẽ không kém. Mệnh lệnh của ngài. Tinh thâm sâu tuyệt vọng, hắn tự hồ thấy được mình thật đáng buồn vận mệnh. Opferland mừng sinh nhật tàn thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Trật tự đủ phép Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 56 Trật tự đủ phép kể từ cùng trôn phát sinh xung đột đã qua thật lâu. Trong xung đột, Phu Dúc còn từ trôn thủ lĩnh nơi đó đạt được liên quan tới đại địa công chúa một chút tin tức. Cự nhân mở ra hắn to lớn bộ pháp, hướng về Arathi Bắc Bộ vùng núi tìm kiếm. Ca giết từng nói cho hắn biết nơi đó sẽ có một khối to lớn thủy tinh. Phu Dúc cần phải đi xác nhận một phen, cầm tù sa đoạ đại địa công chúa, bảo đảm Maslin sẽ không đào thoát phong ấn là hắn trọng đại sứ mệnh. Trông làm sao lại biết Maslin? Phu Dúc giãy dù thụ thương cổ tay, là Ca giết cho hắn tạo thành to lớn thương tích. Vậy, vậy. Phu Dúc, nơi đó. Ba con cô bôn đứng ở thạch đầu cự nhân trên bờ vai, có cái tiểu gia hỏa phát hiện một chút tình huống. Phu giúp thuận cô bôn đồng bạn chỉ thị, nơi xa sơn lâm xác thực có một khối to lớn thủy tinh. Maislin quả nhiên đang làm tiểu động tác. Chậm rãi đi đến thủy tinh bên cạnh, ngồi sống người xuống, ba tên tiểu gia hỏa nhảy xuống tới. Tự hồ cảm giác được có người tiếp cận, trong thủy tinh một cái réo rắc thảm thiết thanh âm vang lên, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Người xa lạ. Ta là đại địa công chúa. Những cái kia tàn bạo cự nhân bắt được ta, bọn hắn đem ta giam cầm tại khối này đại địa chỗ sâu. Trong thanh âm tràn đầy vô tận cầu khẩn. Không có đạt được đáp lại, trong thủy tinh tiếng nói biến đổi, tràn đầy dụ hoặc. Giúp ta thoát đi tà ác cự nhân cầm tù, người xa lạ, người sẽ có được ta vô tận cảm kích. Tài phú, lực lượng, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Hừ, Maislin, thu hồi ngươi kia dối trá hoang ngôn. Phu giúp âm thanh lớn vang lên, lời của hắn to mà tràn ngập uy nghiêm. Là ngươi. Ta nhớ được thanh âm này. Ngươi là phu giúp. Réo rắc thảm thiết thanh âm biến mất, đổi thành ác độc nhất ngữ khí. Ngươi đáng chết. Cái này phong ấn cầm tù không được ta. Ta sẽ ra ngoài, các ngươi giam không được ta. Hừ, cái kia trôn quả nhiên không có nói sai. Maislin, đừng vọng tưởng đào thoát. Ha ha, sẽ Biết không, phu giúp, ta đã phát ra rất nhiều tin tức, chắc chắn sẽ có dũng sĩ sẽ muốn thu hoạch tài bảo cùng lực lượng. Ngươi sẽ bị những cái kia ngu xuẩn phàm nhân chủng tộc xử lý. Ta cuối cùng sẽ thu hoạch được tự do. Thật sao? Phu giúp tiếng lên đối trước mặt thủy tinh chính là một quyền. Bành thủy tinh bị cự nhân đánh nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Maislin chửi mắng im bặt mà dừng. Không có thủy tinh, ngươi còn như thế nào đi hướng dẫn những người phạm tục kia? Ha ha, lại một khối thủy tinh hiển hiện, vô dụng, chắc chắn sẽ có người đạt được ta cầu cứu tin tức. Ngươi sẽ không coi là đánh nát một khối thủy tinh, ta liền không còn cách nào cùng liên lạc với bên ngoài đi. Ta thủy tinh vô cùng vô tận. Ngươi phong ấn hành động của ta, lại ngăn cản không được ta cùng ngoại giới câu thông. Bành, 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 Bành phu dúc điên cuồng quơ nắm đấm, cự nhân không biết mình đã đánh nát có bao nhiêu thủy tinh, nhưng hắn xác thực không ngăn cản được kia thủy tinh cuồng cuồng xuất hiện, bên tai lại vang lên Maeslin kia ác độc lời nói. Ngươi không ngăn cản được, ta cuối cùng sẽ chạy ra cái này u ám lòng giam. Vô dụng. Phu dúc cuối cùng từ bỏ. Cứ việc chữ mắng đi, Maeslin. Ngươi trốn không thoát phong ấn. Cầm lên một khối lớn mảnh thủy tinh vỡ đem cô bôn đồng bạn phóng tới trên bờ vai, thạch đầu cự nhân bước nhanh mà rời đi. Sẽ có người biết như thế nào ngăn cản ngươi, cự nhân nhớ tới cái kia đã thương cánh tay hắn trôn. Cưỡi ngựa, ca giết huyển hóa thành nhân tộc bộ dáng. Có hắn ở phía trước dò đường, trôn một đoàn người nhanh chóng thông qua, bọn hắn đã nhanh muốn đến Pháp Đai Eo Vịnh Biển. Một đường thuận lợi. Khi ghi chết sống cũng không muốn lại ngồi cưỡi bạo lực lông, Ca giết cũng không có khả năng để Gobin cùng ta thetha cùng cưỡi một ngựa. Gobin rất ô. Đau đầu. Sa nộ trôn cảm thấy mình hẳn là tại đa rau nhiều dắt lên một con ngựa. Cũng may ta the tha đã có thể thản nhiên đối mặt thực tế. La Vi cũng nguyện ý tiếp nhận nạn, nhân tộc mùi tử liền cưỡi giống cái bạo lược lông. Tuổi già trôn sa man cùng tiểu Gobin thì cùng kỵ một cái khác con ngựa. Gobin một đường nói liên miên lải nhải, miệng bên trong không dứt. Cũng nhiều thua thiệt Basila có thể chịu được. Ha ha, ta cũng biết ngươi. Basila, ngươi nguyên lai cũng không phải là ca giết thuộc hạ. Ngươi cũng là bị hắn uy bức lợi dụ gia nhập A, à, chúng ta cùng một chỗ đào tẩu, thế nào? Chẳng ra sao cả. Lão Saman không có đồng ý Goblin đề nghị, ngươi cho rằng cái này chậm rãi ngựa có thể chạy qua những cái kia bạo lực lông. Mà lại ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ca giết ý nghĩ nghe là rất điên cuồng thế nhưng lại cũng không phải là không có khả năng. Dạng gì ý nghĩ? Ngay cả ngươi cũng cảm thấy điên cuồng. Kiki ghi săn tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi không cần biết. À, vì cái gì ta không thể biết, ta thế nhưng là đồng bạn của các ngươi. Gobin rất là bất mãn. Đồng bạn ở giữa, ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có sao. Hắc hắc, tiểu Gobin, cần ta đưa ngươi vừa rồi đề nghị cẩn thận hướng ca giết tù trưởng báo cáo sao? ta đột nhiên cảm thấy ngươi kia kế hoạch chạy trốn tự hồ có thể thực hiện. Không, không. Ngươi chắc chắn là nghe lầm. Ta đối ca giết tù trưởng thế nhưng là một mảnh trung thành. Khi ghi sang một cái suy sụp. Biết không? Basila, tù trưởng kế hoạch muốn đề bạc ta trở thành trong bộ tộc tài chính quan viên. Hắn coi trọng như vậy ta, ta làm sao lại phản bội? Ngươi khẳng định là nghe lầm. Gobin phát hiện chạy trốn vô vọng, đành phải tạm thời tiếp nhận sự thật. Trở thành một cái cường đại bộ tộc tài chính quan viên, ngẫm lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Cẩn thận. Cẩn thận. Thì sao rồi? Bộ phong giả rất là im lặng, một đường đến, Ki ghi xăng liền không có an tĩnh lại qua. Cô bôn. Chú ý. Là ca giết cảnh báo. Ai, thật là có tình huống. Basila không phải rất lo lắng, trong tù trưởng đủ để giải quyết trước mắt chiến đấu. Ta nhưng không có gạt người. Lão Saman kia không thể tin ánh mắt để xăng yếu ớt tự tôn bị đả kích. Ta là một cái thành thật Gobin. Klakilak cùng Esin Sara cấp tốc tiến lên, che lại tuổi già Saman cùng nhân loại nữ sĩ, sa nộ tù trưởng thế nhưng là trịnh trọng đã thông báo. Basila trong tay nắm giữ ca giết vô cùng cần thiết tri thức, ta thê tha là người xuyên việt nữ nhân. Gobin nha, chỉ là tiện thể. Ca giết nhìn trước mắt cẩn thận từng ly từng tí đến gần cô bôn. Cô bôn. Phu giúp lại tại phụ cận. Phát hiện những này cô bôn chậm rãi tiếp cận, bọn chúng tự hồ không có địch ý. Thú vị. Ngừng lại trông thuộc hạ công kích, ca giết cũng khống chế người chậm rãi tiến lên. Ha ha, cô bôn, các ngươi tự hồ là phu giúp đồng bạn. Thế nào, lại muốn tìm ta phiền phức. Cự nhân là dự định hướng ta phục thù. Không phải, Phu Dúc muốn tìm ngươi, nhưng không phải là vì cùng ngươi đối địch. Cùng những này tiểu cậu cậu giao lưu rất là tốn sức. Bất quá ca giết vẫn là hiểu được cô Bôn mang tới tin tức, Phu Dúc tựa hồ là muốn hỏi thăm liên quan tới đại địa công chúa tình huống. Tốt, không có việc gì. Những này cô Bôn còn tính là hữu hảo. Các ngươi trước nghỉ ngơi. Các loại cái kia thạch đầu nhân. Qua. Wow chạy mau. Mặt đất chấn động, to lớn thạch đầu cự nhân nhanh chóng tới gần. Kigi san bị dọa đến chân tay lúng cuốn, Basila cùng ta thê tha cũng bị dọa đến mặt không còn chút máu. Phu giúp cái kia khổng lồ thân thể mang cho bọn hắn to lớn thị giác cùng tâm hồn rung động. Klakilak cùng Esin Sara sắc mặt ngưng trọng, đến còn trấn định. Ngươi là như thế nào biết Maslin sự tình? À, ngươi là cái kia trôn. Phu giúp thanh âm dị thường to. Hắc hắc, thương thế của ngươi còn chưa tốt sao? Phu giúp, ngươi lần này tìm ta nói đúng là cái này. Ngươi biết đại địa công chúa, vậy liền hẳn phải biết nàng nguy hiểm. Bởi vì cổ thần mê hoặc, Maislin nhận hữu hóa. Đại địa công chúa đào thoát phong ấn, với cái thế giới này chỉ là tai nạn khổng lồ. Nàng không phải còn không có đào thoát sao? Ca giết chẳng hề để ý. Ừm. Trôn. Ta tìm được chỗ kia thủy tinh. Ta dự định hủy thủy tinh, bảo đảm sẽ không có người nhận Mycelin hướng dẫn. Thế nhưng là vô dụng. Chính như như lời ngươi nói, nếu như một số người bị đại địa công chúa che đậy, có thể sẽ trợ giúp nàng đào thoát phong ấn. Ngươi tự hồ hiểu rõ rất nhiều bí mật, Trôn. Đối với cái này, ngươi có đề nghị gì? Thủ hộ phong ấn là chức trách của ngươi, phu giúp, không phải ta. Muốn nói đề nghị Người xuyên Việt cẩn thận suy tư, ánh mắt hắn sáng lên, muốn không bị người mở cửa, cánh cửa kia lại chỉ có một cái chìa khóa có thể mở ra. Rất tốt giải quyết. Phu giúp, ngươi chỉ cần hủy đi trật tự đổ phép, vậy liền không ai có thể mở ra được phong ấn, Maislin cũng liền vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát. Nghĩ tới đây, người xuyên Việt đến cảm thấy đại Đờ Rui Star Game làm không tệ. Phong ấn những cái kia lập trùng nhân, quay đầu trực tiếp đem lưu sa tiết trượng ngã nát xem ai có thể mở cửa. Nghe được trôn đề nghị, Phu Dúc một mực trầm mặt không nói. Biện pháp đã nói cho ngươi biết. Có hay không nhận là ngươi sự tình. Ca giết hướng phía thạch đầu cự nhân vừa chấp tay, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Sa nộ tù trưởng ngoài miệng nói, trong lòng thật là nghĩ đến, Phu Dúc khả năng vẫn là sẽ bị xử lý. Hẳn là sau này không gặp lại thạch đầu cự nhân không có xoắn suýt tại trung kia không giải thích được ta quả thật có thể làm được nhưng thạch mẫu cũng không phải là muốn vĩnh cửu cầm tù maeslin có lẽ sẽ tìm tới biện pháp loại trừ cổ thần đối đại địa công chúa hữu hóa cho nên ta không thể hủy đi trật tự đổ phép đây là mở ra phong ấn duy nhất chìa khóa vậy liền hảo hảo giấu đi tốt nhất ngay cả mình sẽ không biết giấu ở nơi nào chờ một chút trôn Phu Dúc gọi lại muốn đi xa nộ tù trưởng, hắn thật sâu tự hỏi, giống như là làm một cái rất trọng đại quyết định. Mở ra cái kia bàn tay khổng lồ, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh xảo đoạn trường. Trật tự đủ phép. Đây chính là trật tự đủ phép, mở ra Marceline phong ấn duy nhất chìa khóa. Trôn, ta đưa nó giao phó cho ngươi. Ha ha, ngươi không sợ ta quay người liền ném đi. Nếu như không sợ bị thạch mẫu Theragen trách phạt, ngươi hủy đi đều có thể. Hừ, vậy cái này đồ chơi chính là cái khoai lang bỏng tay. Ta còn phải hảo hảo đảm bảo, lại muốn lo lắng những cái kia bị Marceline hướng dẫn ngu xuẩn gia họa ám sát. Ta giống như là rất ngu ngốc sao. Hẹn gặp lại. Chờ một chút. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, cự nhân trong tay xuất hiện một khối to lớn thủy tinh, còn có một số huyết hồng bảo thạch. Đây là Marceline liên thông ngoại giới thủy tinh khối vụn, ngươi có lẽ sẽ dùng đến những này là dãy núi chi huyết có lực lượng của ta tinh hoa giữ gìn kỹ trật tự đủ phép bọn chúng đều là của ngươi sẽ không để cho ngươi uổng phí tâm huyết người xuyên việc hai mắt tỏa sáng có chỗ tốt Offline mừng sinh nhật tàn thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 57 mươi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 57 mươi bảy tục không chỉ là thạch đầu cự nhân đang tìm ca giết và Rô cũng đang tìm cơ hội hướng trôn phục thù làm kỵ binh trung úy kéo lấy thủ thương thân thể trở lại strong gác kỵ binh bộ đội nhận trôn tập kích mà tổn thất nặng nề tin tức tại trong vương quốc điên truyền tất cả chiến sĩ đều lòng đầy căm phẫn quần tình kích phấn các binh sĩ gào thét lớn hô to phải hướng trôn trả thù đạt được Sola Quốc vương cho phép và rồi các tụ tập lên một cái khác chi kỵ binh bộ đội so trước kia đội ngũ nhân số càng nhiều thực lực càng mạnh bộ hạ đều rất kỳ quái và rồi các trung úy cũng không có dẫn người đi tìm uy thơ bớt trôn phiền phức hắn chỉ đem lấy thủ hạ tại giả ngoại không ngừng tuần sát trung úy chúng ta một mực tại kề bên này du đảng ngươi là muốn tìm cái gì tìm những cái kia trôn những cái kia giết ta trước kia thuộc hạ ác đồ và các cũng không có bởi vì ca giết buông tha hắn mà lòng mang cảm ơn. Trong tù trưởng giết chết hắn trước kia đồng bạn, cừu hận chỉ có thể dùng máu tươi rửa sạch. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn đoạt lại la Xô ấn phù. Quy thơ bớt thị tộc không phải tại phía đông trong núi rừng sao? Tại sao muốn ở chỗ này tìm kiếm? Varro các thủ hạ kỳ sĩ đều rất kinh ngạc. Trông nhưng rất ít xâm nhập Arathi nội địa. Đúng vậy, uy thơ bớt trôn là trốn ở phía đông nơi núi rừng sâu xa nhưng những cái kia trôn hung thủ bọn hắn cũng không phải đến từ uy thơ bớt bộ tộc kia càng hỏng bét nếu như không phải uy thơ bớt trôn vậy bọn hắn có thể là bất kỳ ngoại lai thị tộc kia muốn như thế nào tìm và rồi các trung úy ngươi cho rằng những quái vật kia sẽ còn tại cái này aranbi hai lần sẽ kỵ binh trung úy mười phần chắc chắn nói đến Thành đồn cầu lớn bộ đội cũng không có phát hiện trung thông hành. Kề bên này là những hải tặc kia bí mật hải cảng. Những cái kia trông hẳn là từ Pha Hiu vịnh biển đi tới Arathi. Hừ, hải tặc, bọn hắn liền giống như trôn ghê tẩm. Trung úy đại nhân, vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi hải tặc hang ổ, những cái kia trên biển ác đồ cũng cần đạt được thanh lý. Vương quốc nhưng không có đầy đủ nhân thủ cùng tinh lực cùng những hải tặc kia khai chiến làm stromgat vương quốc chiến sĩ lại chỉ có thể mắt thấy những cường đạo này ở trước mắt lắc lư và rô cắt rất không cam tâm ai gần nhất những cái kia tự xưng là the xin đi các cường đạo quá sống qua vọt để stromgat kịp mệt mỏi ứng đối chờ xô quốc vương chú ý tới những hải tặc này uy hiếp lúc bọn hắn đã tại pha hiu vịnh biển đứng vững bước chân trung úy đại nhân có người đến thật chính là trôn và rô các nghe xong không tự chủ nắm chặt vũ khí trong tay báo thù thời khắc đến chuẩn bị sẵn sàng xử lý những cái kia trôn chờ một chút đại nhân làm sao có hai nhân loại cùng trôn cùng một chỗ ghê tởm kỵ binh trung úy giọng căm hận nói chắc chắn là những này ác đồ cướp bóc bình dân mặc kệ có thể cứu ra những cái kia đồng bào tốt nhất nếu như không thể chiến tranh thế nhưng là sẽ chết người đấy trong đội ngũ dần dần tiếp cận trong các kiếp kỵ binh mai phục, và Rô Cát đã có thể rất rõ ràng nhận ra là kỳ lát, hắn bắt lấy qua trong chiến sĩ một lần. Làm sao còn có cái tiểu Gobin Các loại, có cái gì tiếp cận? Ngay tại nhân tộc kỵ binh muốn trùng sát ra lúc, mặt đất chấn động, phu giúp xuất hiện. Cự nhân cùng ca giết đạt thành một ít chung nhận thức, sa nộ tù trưởng phụ trách đảm bảo trật tự đổ phép, những cái kia thủy tinh cùng dãy núi chi huyết chính là tiền trà nước. Linh thủy tinh. Trong trò chơi giống như không có cái đồ chơi này rơi xuống. Đại địa công chúa tựa hồ dùng nó cùng ngoại giới câu thông. Có lẽ có thể đem ra nghiên cứu một phen. Bé có thể thông qua thủ hộ thạch cùng xa ngoài vạn dặm ta liên hệ, những này thủy tinh có phải hay không cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Thông tin thủy tinh. Chỉ là một điểm chỗ tốt liền bị thu mua. Dĩ nhiên không phải, người xuyên Việt cũng không ngắn như vậy xem thạch mẫu Thê-ra-gen có ghi lại con cái có hai cái, Maislin cùng Therarac. Hiện tại phong ấn chìa khóa trong tay ta, hẳn là có thể tìm tìm biện pháp loại trừ Maislin hữu hóa. Ngẫm lại cửa vào tại lớn vòng xoáy sâu nham chi châu, nơi đó là thạch mẫu lãnh địa, chân ngươi hạ đại địa nghe theo ý chí của ta, nghe một chút, cỡ nào bá khí. Có thế cùng Thê-ra-gen giữ gìn mối quan hệ, phải rất khá. Chờ một chút. Ca giết gọi lại quay người muốn đi thạch đầu cự nhân. Chuyện gì, trôn. Phu Dúc đã chúng ta quan hệ đã hòa hoãn, tự hồ vẫn là rất muốn tốt. Nơi xa những này nhân tộc kỵ binh, người sẽ không làm như không thấy à. A. Sa nộ tù trưởng đã nhạy cảm đã nhận ra nơi xa nhân tộc bộ đội mai phục. Ta cùng những người phạm tục kia cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Cự nhân một ngụm từ chối. Dạng này A, à, La Vi, tới. Ca giết cùng ta thê tha đổi qua tọa kỵ phân phó trôn thuộc hạ đi vòng đi xa. Cửi lên bạo lực long hướng về Strong Gác kịp kỵ binh phóng đi. Trung úy. Chúng ta bị phát hiện. Cái này nhân loại muốn làm gì? Không. Ca giết giải trừ lừa gạt bảo châu ngụy Trang. Đáng chết. Là hắn. Chính là cái này trôn. Và rồ các cắn răng nghiến lợi gầm thét, xử lý hắn. Hà. Rống to một tiếng, trong tù trưởng ném ra ở trong tay tam xoa trường kích. Cẩn thận. Tránh ra. Kỵ binh nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là có một cái một tên đáng thương bị đánh trúng. Tam xoa kích đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, hắn không cứu nổi. Anh Dũng ném mạnh. Xử lý hắn. Công kích. Dết. Thành công thu hoạch rơi một cái đầu người, ca giết xoay người rời đi. Bây giờ có dạng này một cái thịt thản, không hảo hảo lợi dụng, đơn giản liền xin lỗi chính mình. Ha ha, Phu toàn bộ nhờ ngươi. Không, ta sẽ không cùng những phạm nhân này đối địch. Ngươi cho rằng khả năng sao? Nhân tộc kỵ binh phát động điên cuồng công kích, dù là đối mặt chính là núi nhỏ thạch đầu cự nhân. Trung lập. Không, không. Phu Dúc, mặc dù ngươi là tên vàng trung lập quái, nhưng ngươi cũng không phải đánh không hoàng thủ, mắng không nói lại gia hỏa. Ghê tẩm trôn cự nhân đối với ca giết đem hắn cuốn vào chiến đấu phi thường bất mãn. Hắc hắc, đa tạ khích lệ. Ngu xuẩn, các ngươi chọc giận ta. Nghiền nát các ngươi. Phu giúp vung vẫy cái kia to lớn cánh tay đánh tới hướng công kích hắn người tộc kỵ binh. Nện dẹp các ngươi. Cẩn thận, cẩn thận. Kỵ binh cùng thạch đầu cự nhân cuốn quít lấy nhau. Chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Ca giết cười lớn thông dong rời đi. Phu Dục, chớ để cho xử lý nha. Không đúng, nếu như ngươi bị xử lý, trật tự đủ phép trong tay ta bí mật hẳn là liền không có người biết. Ha 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 ha, quen biết một trận, to con, chúc ngươi may mắn. Ý thức phong tỏa thạch đầu cự nhân, ca giết nhẹ nhàng khoát tay. Một cổ tràn đầy sinh mệnh năng lượng lục quan vần quanh ở Phu Dục, cấp tốc chữa trị cự nhân thương thế, cái kia bị trôn chém bị thương tay phải cũng dần dần khỏi hẳn. Khép lại không muốn trốn, trốn. Một thanh âm cao gào thét, ta thề qua, sẽ làm rơi ngươi. Là Varo các trung úy, hắn bỏ qua cho thạch đầu cự nhân, kỵ hành lấy chiến mã hướng ca giết lao đến. Hừ, trung tù trưởng ném ra ngưng tụ thiểm điện năng lượng ma pháp chủ y, xem ra ngươi là quên đã từng thất bại kinh lịch. Lần nữa thể hội một chút đi. Ừm. Đây là. Khiến ca giết kinh ngạc chính là, mà pháp chủ y cũng không có kích choáng mục tiêu. Tại phong bạo chi chủ y trúng đích kỵ sĩ trung úy một nháy mắt, và rồ các kích hoạt lên thánh quan vòng bảo hộ, là vô địch. Nhân tộc kỵ sĩ toàn thân bị kim sắc vòng bảo hộ bao trùm, thánh quan chống cự phong bạo chi chủ y tổn thương. Vô địch Mèo, tam xoa kích ném ra đi nhưng không có thu về, vỡ vụn ném mạnh chẳng lẽ muốn ta ném ra tiên si giả. Chiến mã tốc độ rất nhanh, mắt thấy là phải tiếp cận nếu như bị Varo các cuốn lên, kia càng nhiều kỵ binh cũng sẽ vây quanh. Mở ra vô địch kỵ sĩ cũng không tốt dết. Hừ, Varo Cát, tính là ngươi hảo vận. Sa nộ tù trưởng cánh tay đột nhiên hướng về phía trước vung đi, phát ra một đạo ma pháp đánh trúng vào kỵ sĩ dưới hông chiến mã. Triêu tịch chú phù. Trung úy. Cẩn thận. Chiến mã trong nháy mắt bị kích choáng, cực tốc chạy bên trong một đầu mới ngã xuống đất, đem trên lưng ngựa kỵ sĩ ngã văng ra ngoài. Không. Đừng trốn. Varo các trống giận xông về phía trước, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ca giết thông dông rời đi. Người khả năng chạy qua ráp to. Kỵ binh trung úy cũng không phải chiến sĩ, hắn sẽ không công kích. Nghiền nát các ngươi. Nện dẹp các ngươi. Trong chiến trường, phu giúp gầm thét không ngừng. Cự nhân quơ to lớn cánh tay, đem kỵ binh tung bay, cước bộ cũng không ngừng chà đạp mặt đất, mãnh liệt sóng chấn động đánh thẳng vào bốn phía kỵ sĩ. Không. Và rồ các quỳ rạp xuống đất, không cam lòng rống giận. Trung úy, thương vong quá lớn, chúng ta đến rút lui. Kỵ binh trung úy mắt điếc tai ngơ. Trung úy. Khẽ cắn môi, hận hận nhìn chầm chầm đi xa kia dần dần biến mất không còn tâm hơi trôn, rút lui. Và rồ các biết, hắn lại một lần thất bại muốn lần nữa phục thù hắn còn sẽ có cơ hội sao ca giết đuổi kịp trước mặt đội ngũ bọn hắn hữu kinh vô hiểm trốn khỏi strong kịp truy sát pha hiu vịnh biển đang ở trước mắt gặp được rất nhiều gobin đồng bào ki ghi xăng hồ lại cho rằng sẽ là đào tẩu cơ hội tốt sa nộ tù trưởng phát hiện tiểu gobin một ít tâm tư hắn đi vào ta tha bên người chăm chú bảo vệ nhân tộc mụi tử nhưng không có cái gì sức chiến đấu theo sát còn có các ngươi. Khi ghi xăng, thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Ca giết đi vào Gobin trước người, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Nơi này chính là bên trong Weijiaji bí mật cứ điểm. Đại tài chủ bên trong Weijiaji. Khi ghi xăng ánh mắt rất là sáng tỏ, bên trong Weijiaji trong Gobin danh vọng cũng không nhỏ. Ha ha, không nên kích động. Những người này là đại tài chủ trưởng khống hải tặc, phụ trách trong bang Wajiaji làm chút công việc bẩn thỉu. Nơi này kỳ thật chính là một hải tặc ổ, hy vọng ngươi sẽ thích. Quỷ mới thích. Khi ghi sang đầy ngập nhiệt tình bị một cái dội tắt. Tiểu Gobin trong nháy mắt không có tìm những này đồng bào hỗ trợ, giúp hắn đào tẩu tâm tư. Gobin thế nhưng là có xúc dưỡng nô lệ cách làm. Hắn cũng không nên trở thành những cái kia thật đáng buồn nô lệ. Rất là may mắn, qua hai ngày, ga thuyền đạt tới pha hiu vịnh biển bất quá ca giết một đoàn người so với lần trước lúc đến phải nhiều hơn không ít còn nhiều ra hai con ngựa Galo bất mãn lẩm bẩm phàn nàn ca giết sẽ để cho hắn ít đeo bên trên rất nhiều hàng hóa tiền tài mở đường gobin chủ thuyền bất mãn trong nháy mắt tiêu tán nhanh lên nhanh lên đem những vật kia nhanh cho ta dở xuống đi vì cho ca giết bọn hắn đưa ra buồn nhỏ trên tàu Galo tự bỏ một chút hàng hóa. Chờ một chút, ca giết ngăn cản bận rộn Gobin, đây là cái gì? Nhìn quen mắt. À, không có gì. Galo không hề lo lắng nói, chỉ là một cái khí nang. Ta dự định lắp ráp một cái phi thuyền. Trong bằng hữu, ngươi cũng biết cái đồ chơi này. Biết, đương nhiên biết. Ca giết hai mắt hiện lên ánh sáng, cái đồ chơi này nhưng phải đoạt tới tay. Đây chính là Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Đường về chuẩn bị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 58 Đường về chuẩn bị Hải thượng thuộc nữ, hào một mực an ổn đi thuyền. Đây cũng là ca giết xuyên qua đến nay thoải mái nhất thời khắc trong cùng Galo đây là lần thứ hai liên hệ. Trước lạ sau quen. Bọn hắn cũng có thể xem như bạn cũ. Mặc dù còn không thể làm được lẫn nhau không giữ lại chút nào tín nhiệm, ít nhất là bình an vô sự. Tiền hàng thanh toán xong, công bằng giao dịch. Klakilak cùng Esin Sara, còn có bộ phong giả Basila, lại thêm một cái tiểu Gobin, dạng này tổ hợp, lớn nhỏ sự tình đều bị ca giết ném cho những thuộc hạ này quản lý tại đi thuyền thuyền bên trên, kỳ thật cũng không có cái gì cần thiết phải chú ý. Bỏ ra rất nhiều tiền tài, ca giết trốt cục từ Gobin thuyền trưởng trong tay mua được Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, quyền sở hữu. Chờ đến cất trăng thành, Galo sẽ chỉ đạo trôn lắp ráp bọn hắn phi thuyền. Hết thảy cũng rất thuận lợi tiến hành. Gió biển quất vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi cá tanh, hải âu tại thuyền bốn phía nương theo lấy bay múa, phát ra trận trận thanh thúy kêu to tựa ở mạng thuyền bên trên, nhìn xem trong biển nổi lên đóa đóa bọc nước, bên tai là ta thê tha hoang thanh tiếu ngữ, nàng càng thêm kiều diễm mê người. Galo rất là bên trên đạo vì ca giết cùng nhân tộc mùi tử đơn độc chuẩn bị một gian phòng ngủ, đương nhiên là kim tiền lực lượng. Người xuyên Việt trong khoảng thời gian này hưởng hết ta thê tha ôn nhu quan tâm, tình cảm của bọn hắn cực tốc ấm lên. Gạo, lâu ngày sinh trùng. Người, lâu ngày sinh tình. Esin Sara, tù trưởng cùng nhân loại nữ nhân kia dạng này thật được không? Đối với ca giết vấn đề cá nhân, Klakilak cùng gọi sa giả thường xuyên trao đổi ý kiến. Bộ phong giả vừa mới gia nhập đoàn đội, không có cái gì muốn biểu đạt, lão gia hỏa không muốn tham gia. Khi ghi sang ý nghĩ càng là trực tiếp bị không để ý tới. Vậy thì có cái gì biện pháp? Hắn nhưng là sa nộ tù trưởng. Có ý kiến mình tìm tù trưởng đi. Esin Sara cũng không ngốc. Ta nói là, tù trưởng suốt ngày biến thành nhân loại bộ dáng. Hắn nhưng là sa nộ tù trưởng, là trôn một viên. Ca giết sẽ không biết trôn thuộc hạ phía sau nghị luận, nếu như biết, người xuyên Việt cũng sẽ không nhìn. Bất biến thành nhân loại, cùng ta thê tha thân mật lúc, trôn kia thật dài răng nanh nên xử lý như thế nào? Một không chú ý tại nhân loại mùi tử trên mặt đâm cái lỗ thủng, ta tìm ai khóc đi sung sướng thời gian cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh. Thuyền đi tới cướp trăng thành, nhẹ nhõm cuộc sống tốt đẹp một đi không trở lại. Ca giết lại phải nhất định phải vì toàn bộ bộ tộc dốc sức làm, lao tâm lao lực. Một cái cường đại bộ tộc, đây là hắn tại Azeroth an ổn sinh tồn hữu lực cam đoan. Cũng không biết dê eo bọn hắn thế nào. Nghĩ đến những cái kia oai vơn, ca giết trong lòng một mảnh lửa nóng. Sa nộ sẽ có mình không quân. Esin Sara. Vừa mới vừa đến bờ, trong tù trưởng liền vội vã không nhìn nổi an bài thủ hạ nhiệm vụ. Vâng, tù trưởng. Tù trưởng, chuyện gì? Các ngươi đi Stonella núi, còn nhớ rõ dê eo bọn hắn lưu thủ địa phương sao? Đường cũ trở về, hẳn không phải là vấn đề. Ca giết cũng có chút lo lắng, sa nộ trông chưa bao giờ có xa như thế làm được kinh lịch. Nhưng hắn cũng thoát thân không ra không phải hẳn là là nhất định phải tìm tới nhớ kỹ klakilak e xin các ngươi đi tìm tới dê eulit để hắn dẫn người chạy đến cùng ta tụ hợp chúng ta được nhanh điểm về dung pha trở về dung pha không phải phải đi qua stonela núi sao Esin xin không chịu được trong lòng nghi vấn tại sao muốn dê eulit bọn hắn đến nơi đây ha ha ta tự có chủ trương chờ các ngươi khi trở về liền sẽ biết có Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, Trôn cũng có thể chơi hàng không. Từ Cức trăng thành đi thẳng đến dung pha rắc, sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian. Ca đã biết trôn thoát đi, nhìn bên cạnh ta thê tha kia như hoa lúng đồng tiền, hắn thậm chí tự mình kinh lịch kia trọng đại lịch sử. Không vượt qua được ba năm, ốc liền sẽ vượt biển đi vào Kalimdo đại lục, tiếp lấy liền sẽ là Simao Thánh Chiến. Lưu cho sa nộ trong thời gian đã sẽ không quá nhiều, người xuyên việt cần nắm chặt hết thảy cơ hội thời gian là quý báu nhất nếu như không có tìm tới kỳ lát thanh âm rất trầm thấp này lại là xấu nhất tình huống nếu như dê lít bọn hắn tao ngộ bất hạnh những cái kia ưng thân nữ yêu thế nhưng là mới gia nhập ngài dưới trướng không bao dài thời gian tù trưởng vạn nhất các nàng phản bội ngài chúng ta nên như thế nào làm đúng vậy a à, edana Eviglo nàng mới gia nhập không đến bao lâu. Không thể hy vọng xa vời ưng thân nữ yêu trung thành. Tìm tới dê eo hoặc là xác định bọn hắn tử vong tin tức, sau đó lập tức trở về tới. Đúng vậy, tù trưởng. Tù trưởng, chúng ta rời đi, không có chúng ta hộ vệ ngại phải cẩn thận nhiều hơn. Klakilak nói xong, bình tĩnh tập trung vào vừa gia nhập đội ngũ bộ phong giả cùng tiểu Gobin. Ta thê tha là ca giết nữ nhân, trông chiến sĩ không phải quá lo lắng. Uy, oui, uy. Oui. Người đó là cái gì ánh mắt? Basila cũng không nói lời nào, hắn biết trông chiến sĩ lo nghĩ. Nhưng Kigisang không làm. Mèo, bản Gobin hiện tại thế nhưng là ca giết tù trưởng trung thành nhất bộ hạ. Không muốn chất vấn ta đối tù trưởng trung tâm. Kigisang có lý do nói như vậy, sa nộ tù trưởng mua một thủ phi thuyền, cũng biểu thị sẽ để cho hắn toàn quyền phụ trách. Trời ạ, à, một thủ Goblin Zeppelin, địa tinh phi thuyền. Đơn giản không dám tưởng tượng, cái kia to lớn bảo bối sẽ là Sang. Một biết chuyện này, tiểu Goblin đối ca giết trung thành cực tốc lên nhanh, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Sang độ trung thành M-A-X. cùng Esin xa ra một đường đi nhanh, tại đất nghèo cũng tao ngộ một chút senta tập kích, dựa vào bạo lực long hoàng mỹ tốc độ, bọn hắn hữu kinh vô hiểm thông qua dựa vào lúc đến ký ức, sa nộ trôn hướng dê eo bọn hắn vị trí tiến đến. Tiến vào Stonella núi, nơi này kia địa hình phức tạp để trôn rất là phát điên. Tại một chỗ đường rẽ bên cạnh, Esin Sara cầm ca giết dao cho hắn địa đồ nghiên cứu cẩn thận. Rất tồi tệ, dù cho so với lấy địa đồ, gọi sa giả cũng nhận không ra đường. Cẩn thận, Esin Sara. Klakilak phát giác được một chút vang động, cao giọng nhắc nhở lấy hết sức chăm chú trôn vui giác tiếng kêu truyền đến là ưng thân nữ yêu nhưng sa nộ trôn cũng không có buông xuống cảnh giác trôn tù trưởng nhắc nhở qua bọn hắn stonella núi có đại lượng ưng thân nữ yêu edana các nàng cũng nói không được sẽ ruộng bỏ trôn giác ưng thân nữ yêu cũng không có công kích cờ bọn hắn nhưng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ chờ một chút cờ cái này nữ yêu không có địch ý nàng là cùng dê eo lít cùng nhau. Chỉ trong chốc lát, càng nhiều ưng thân nữ yêu xuất hiện, bị vây lại trôn rất khẩn trương. Cũng may rốt cục tới cái sẽ nói trôn ngôn nữ gia hỏa. Các ngươi là ca giết tù trưởng thuộc hạ. Lời nói rất không lưu loát, nhưng trôn có thể phân biệt ra được. Quá tốt rồi, các ngươi là Edana nữ vương thuộc hạ sao? Ca giết tù trưởng lệnh chúng ta tìm đến đến các ngươi. Liên tiếp mấy lần giao lưu, chậm rãi kể rõ, rốt cục tìm hiểu được đối phương ý tứ. Ưng thân nữ yêu đại hỷ, trong tù trưởng rốt cục có tin tức truyền đến. Trông càng là vui vẻ, những này nữ yêu không có phản bội tù trưởng, về eo bọn hắn cũng liền vẫn là an toàn. Tại ưng thân nữ yêu dẫn đầu dưới, Klaquilac cùng Esin Sara đi tới về eo bọn hắn thành lập cứ điểm. Rất không tệ, nơi này đã có kích thước nhất định. Klaquilac Esin Sara vừa bước vào doanh địa phụ cận, trông liền nghe đến một tiếng kêu hô. Thanh âm là từ trên trời truyền đến. Dương mắt nhìn lên, Cơ cùng E Sara kích động không thôi, đây chính là ca giết tù trưởng một mực lẩm bẩm oai vân kỵ binh, sa nộ bộ tộc mình không trung lực lượng. Là dê eo bọn hắn đã tuần phục oai vân. Trông đến để doanh địa sôi trào khắp chốn, mặc kệ là ưng thân nữ yêu vẫn là sa nộ trôn, bọn hắn cũng đã biết ca giết truyền đến mệnh lệnh. Edana nữ vương, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Trông không có không bỏ, sa mạc mới là nhà của bọn hắn. Thế nhưng là rất nhiều ưng thân nữ yêu đã ở chỗ này ở có chút thời gian, các nàng hơi có chút không nở rời đi. Đúng, còn nhớ rõ chúng ta tuyên thệ sao? Ưng thân nữ yêu sẽ một mực hiệu trung với ca giết tù trưởng. Hiện tại là thực hiện chúng ta lời thề thời điểm. Gobin tại tất cả trong chủng tộc thanh danh đều không phải là quá tốt, tham lam, đây là ngoại tộc đối bọn hắn thứ nhất cái nhìn. Gobin cửa hàng trải rộng toàn bộ Azeroth. Mà thú các tộc tranh bá thời kỳ, Gobin thậm chí có thể cùng bất tử vong linh làm giao dịch, can đảm này cũng là không có người nào. Truy đuổi tài phú cũng không có nghĩa là tham lam. Dứt bỏ đối Gobin hiểu lầm, bọn hắn luyện kim cùng công trình tác phẩm một mực là tiếng lành đồn xa, đại danh đỉnh đỉnh. Tại Galo chỉ đạo dưới, trong thành công lắp ráp một chiếc Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, đương nhiên cần mặt khác nỗ lực một chút thù lao. Nhìn trước mắt kia to lớn phi thuyền, có lẽ vẫn còn tương đối đơn sơ, nhưng Sa Nộ đã làm được từ không tới có. Người xuyên việt trong lòng vô cùng kích động, từ nay về sau, Sa Nộ trôn cũng có thể chơi hàng không chiến thuật. Tù trưởng, Kiki Sang hưng phấn kêu to, cái này Đại Bảo bối là của ta. Uống nắng dưới, Kiki Sang, Goblin Zeppelin, địa tinh phi thuyền là của ta ngươi chỉ là phụ trách nó vận hành đều như thế đều như thế ngươi mã mới không giống nghĩ lại phi thuyền là ngươi chính là đi kỳ ghi xăng ngươi thế nhưng là thuộc hạ của ta tù trưởng gobin nhăn nhăn nhó nhó cái này cũng không phổ biến chuyện gì ta một người cũng không thể điều khiển cái này đại gia hỏa cũng thế ngài cần lại cho ta phân phối mấy người trợ giúp mấy tên thủ hạ vậy ngươi có đề nghị gì, tiểu Gobin? có lẽ ngươi có thể đi tìm Galo thương nghị dưới, nơi này chỉ có hắn mới có nhân thủ biết điều khiển phi thuyền. Khi ghi sang vội vội vàng vàng đi tìm Galo hỗ trợ, tại bỏ ra giá cả to lớn về sau, mấy cái Gobin công trình sư thuê hợp đồng chuyển đến ca giết trong tay. Hắc, Galo, ngươi xác định đây không phải nhân khẩu mậu dịch? chỉ cần có tiền, Gobin quả nhiên sẽ cung cấp bất luận cái gì có thù lao phục vụ. Ngươi mã. Nhìn thấy mấy cái kia Gobin công trình sư, ca đều muốn lập tức rút kiếm chặt Kigi Sang. Thanh một nước Gobin mụi tử. Kigi Sang, ra. Nếu như ngươi không có ý khác, đơn giản không có thiên lý. Gobin quả nhiên rất ô. Xuyên qua đến thế giới này lâu như thế, ca cũng là vừa mới giải quyết mình vấn đề cá nhân. Tiểu Gobin thế mà trực tiếp liền lên ngựa nhiều như vậy. Mệt mỏi không chết ngươi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Thời gian chiến tranh đồng minh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 59 Thời gian chiến tranh đồng minh Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, lắp ráp tốt, Kigisang đã tiến vào phi thuyền trưởng quan nhân vật, hắn lấy quen thuộc điều khiển phi thuyền danh nghĩa, cả ngày mang theo một đám gô mùi tử mù tản bộ, thật là không uy phong khoái hoạt. Cũng không biết bộ phong giả đang bận rộn lấy cái gì, lão trông thường xuyên là trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Sa nộ tù trưởng cũng rất lo lắng những cái kia trông thuộc hạ an nguy, lại chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện thần minh phù hộ. Không, ca giết nhưng không có thời gian đi hướng những thần linh kia cầu nguyện. Sa nộ trong kế hoạch muốn xử lý Garilla, đây chính là một cái Achi lo thần linh. Nguyệt thần là Azeroth duy nhất chân thần, Elun cũng chỉ là xuyên thấu càng người có chút hiếu kỳ, nàng cũng sẽ không đáp lại ca giết cầu nguyện đi phù hộ một chút trâu ri trôn. Trọng yếu nhất là, sa nộ tù trưởng biết hiện tại trong khoảng thời gian này, có thể sẽ là hắn sau cùng nhàn nhã thời gian. Người xuyên Việt là nắm chặt hết thảy cơ hội cùng ta thê tha vuốt ve an ủi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngoài trừ cùng nhân tộc mùi tử lăng ga giường, hiện tại trong tù trưởng cũng không biết làm cái gì ca giết từng biểu thị đối Gobin khinh bỉ, kỳ thật chính hắn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Vẫn là giữa ban ngày, rác chết thành ánh sáng mặt trời rất mãnh liệt. Toàn bộ đất nghèo tự hồ cũng là cùng loại tại châu Phi thảo nguyên khí hậu. Một chỗ trong phòng ngủ, thỏa thích vui thích qua đi, ta thề tha toàn thân ứng hồng, vô lực sụi lơ trong ngực ca giết. Huyển hóa thành nhân loại người xuyên Việt nhẹ vỗ về nhân tộc mùi tử kia bóng loáng giống như vải tơ phần lưng, lẳng lặng trở về chỗ cái kia còn chưa hoàn toàn rút đi kích tình tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ta thê tha cúng quyết tìm kiếm quần áo của mình che kín trước ngực xuân quan ca giết tù trưởng là xăng, ga lô tìm ngươi gobin không ngừng vuốt cửa gỗ phát ra làm cho người chán ghét tiếng vang tên lùng này thật hắn meo ghê tởm biết ca giết bất mãn lẩm bẩm đưa tay tại ta thê tha ngực bóp nhẹ một thanh bảo bối ta trước đi qua một cái. Nhân tộc mùi tử duyên dáng gọi to âm thanh càng làm cho tâm hắn hài lòng đủ, cười lớn rời đi. Hiện tại ngươi cũng không phải một người, ca giết, không chỉ là những cái kia sa nộ tộc nhân, hiện tại ngươi còn có cần liều mạng bảo vệ bạn lữ. Đi ra ngoài một sát na kia, người xuyên việc trên mặt thần sắc nhẹ nhõm không thấy, đổi lại ngưng trọng biểu lộ. Galo. Hy vọng không phải là chuyện gì xấu vì đã thông Easter Kingdom cùng Kalimdo mậu dịch thương lộ, Gobin tại đất nghèo thành lập một chỗ thông thương cản miệng, đây chính là Rác Thành. Hiện tại Gobin mậu dịch sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, Rác Thành cũng còn rất là đơn sơ. Mấy bước đường công phu, ca giết đi tới Galo gian phòng. Tại ngoài phòng, sa nộ tù trưởng liền nghe đến phòng trong truyền đến thanh âm đàm thoại. Tô ren ngữ, là những cái kia tô ren. Đẩy cửa đi vào, gà lô khách nhân chính là một con trâu trâu. Dài nhỏ cái đuôi, thật to móng, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm bộ lông màu đen, tráng kiện trên thân thể đỉnh lấy một viên to lớn đầu trâu, thật đúng là tô ren. Ca giết mở to hai mắt nhìn, xuyên qua đến nay còn giống như là lần đầu tiên nhìn thấy tô ren. Lão bản, đến khối bò bít tết. Ba phần quen. Phốc, nguy hiểm thật nhìn xuống trong lòng ý cười, cùng Toren thảo luận thịt bò phương pháp ăn phi thường không lễ phép xảy ra nhân mạng trước mặt trâu đen cũng trừng lớn ngưu nhãn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trôn chủng tộc như vậy các ngươi biết nhau một cái đi túc cơ đây là ca win là một cường đại trôn tụ trưởng có lẽ ngươi có thể hướng hắn tìm kiếm trợ giúp galo nhiệt tình vì song phương giới thiệu ca đây là Toren chiến sĩ túc cơ Gobin là thương nhân xuất sắc, tiếng nói của bọn họ thiên phú rất tuyệt. Ca giết là người xuyên việt, càng là tự mang ngôn ngữ tinh thông thiên phú. Vì chiếu cố Toren, bọn hắn đều là lấy Toren ngữ giao lưu. Rất hân hạnh được biết ngươi, Túc Cơ. Ân, nguyện đại địa mẫu thân bảo hộ ngươi. Tốt a, à, người xuyên việt trong lòng suy nghĩ chính là lắc lư. Trâu đen người Túc Cơ rất là cao hứng. Cái này trông vậy mà biết bọn hắn tô ren một chút phong tục truyền thống, có lẽ này lại là một lần hữu hảo vui sướng giao lưu. A, à, xa lạ trôn, nguyện đại địa mẫu thân cũng bảo hộ lấy ngươi. Xiên. Cho mình đào hố. Hiện tại là lẫn nhau lắc lư a. À? Tìm kiếm trợ giúp. lô, tình huống gì? Là như vậy, túc cơ bộ tộc phát hiện senta đại quy mô tập kết tin tức, kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn bộ tộc an nguy. Tiểu Gopin thanh âm cao, nói là gọi là một cái nghĩa chính ngôn từ. Những cái kia giả mang tàn nhẫn ta, bọn hắn tồn tại chính là một sai lầm. Biết không? Ca giết, bọn hắn vậy mà mấy lần cướp bóc trác chết thành. Không thể tha thứ. Bọn hắn là Gobin địch nhân. Bị ta cướp bóc qua. Trong tù trưởng đối Galo biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt rất là khinh thường cuối cùng này nguyên nhân mới là ngươi nói trọng điểm A, A, Toren cùng Senta là một mực tại xung đột, phải chờ tới thôn đổ bộ Kalimdo, được sự giúp đỡ của ông, Toren từ đất nghèo di chuyển đến phụ cận Mungo. Mới xem như thoát khỏi Senta ức hiếp. Trợ giúp những này trâu trâu. Mở ra Toren danh vọng. Ca giết một trận ý động, có lẽ này lại là thu hoạch Toren hảo cảm cơ hội. Tâm động quy tâm động, Sa nộ tù trưởng biết mình bộ tộc có bao nhiêu cân lượng. Sa nộ cho tới nay đã từng cùng trong sa mạc côn trùng cùng OG phân tranh không ngừng, nhưng này chỉ là tiểu quy mô xung đột. Trông còn không có tiến hành đại quy mô tác chiến kinh lịch. Vì chủng bày trùng ông kén đến lưu sa trạm gác, liền để lúc đầu trông đốc quân dê AMEOVER. Lấy sa nộ thực lực bây giờ, đem mình toàn bộ góp đi vào, cũng không thể nào trợ giúp trâu trâu thắng được chiến tranh. Cái này thật sự là thật có lỗi, bộ hạ của ta tất cả trong sa mạc, khả năng ta không cách nào cung cấp đối với các ngươi trợ giúp. À, kia thật là tiếc nuối. toren chiến sĩ cảm xúc rất hạ, hắn đang vì mình bộ tộc lo lắng. Trông không có thể giúp trợ bộ tộc của mình, những này tiểu Gobin cũng không thể cung cấp nhiều ít viện trợ. Túc cơ lần này rác chết thành chi hành cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Cáo biệt Gobin chủ quản cùng toren chiến sĩ, ca giết nhanh chóng đi về. Chưa thể bắt lấy cơ hội này cùng Tô Ren giao hảo, trong tù trưởng cũng thật đáng tiếc. Thế nhưng là người xuyên Việt cũng sẽ không vì trâu trâu hảo cảm mà dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Lắc đầu, đem trong lòng tiếc núi vứt bỏ. Muốn cùng Tô Ren tạo mối quan hệ, còn có cơ hội. Nghĩ đến nhân loại mùi tử Mỹ hảo, ca giết là vội vã không nhịn nổi, tinh lực của hắn tựa hồ là vô cùng vô tận. Ta thê tha mềm mại mềm mại để người xuyên Việt hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Ông Nhu Hương là mộ anh hùng. Sắc là cạo xương cương đao. A à, A à Phi. Đại gia hiện tại thế nhưng là cương cân thiết cốt. Cảm ơn ngài cường hóa, bét, đây là tốt nhất chúc phúc. Người xuyên Việt rất là vô lương nghĩ đến. Thế nhưng là nghĩ như vậy, thật được không? Địch tập. Công, công, công làm Gobin thủ vệ thê lương gào thét, rác chết thành còi báo động đại tác. Địch tập. Senta lại đột kích đánh. Không trách hồ trung tù trưởng nghĩ như vậy, kề bên này giống như cũng chỉ là Senta cướp bóc qua Gobin, đất nghèo khu vực phía nam Queen Ba còn tại người một nhà làm loạn đâu. Senta tập kết không phải là vì tập kích Toren, mục tiêu của bọn hắn là Gobin. Mặc kệ như thế nào, mình còn có có thuộc hạ cái này rác chết trong thành ta thề tha nhưng không có cái gì năng lực tự vệ không chần chờ chút nào sa nộ tù trưởng gọi la vi xoay người cưỡi lên hướng về bến cảng bên ngoài phóng đi trong này có hắn cần bảo vệ người hắn muốn liều mạng ca giết chuyện gì xảy ra là galo toren chiến sĩ túc cơ cũng đi ra cửa phòng không biết ngươi thủ vệ kéo vang lên cảnh báo ta muốn đi xác nhận một phen đáng chết Gobin chủ quản cao cao nhảy lên, giơ chân mắng to, khẳng định lại là những cái kia Santa, Thủ vệ, thủ vệ. Ca nhìn thấy Galo nóng lòng bộ dáng, trong lòng tâm tình khẩn trương tự nhiên không có. Đúng a, à, Gobin tài phú đều ở nơi này, Santa tập kích rác chết thành, Galo sẽ càng thêm gấp. Phốc, tại sao muốn nói lại? Cưỡi bạo lực lông, Ca nhanh chóng hướng về đến bến cảng bên ngoài, không có Santa. Trong tù trưởng chỉ có thấy được mấy cái goblin thủ vệ tại kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn phòng bị chính là hai con Happy, ưng thân nữ yêu. Happy, ưng thân nữ yêu. Dừng tay. Sa nộ tù trưởng cao giọng quát bảo ngưng lại ở goblin cùng nữ yêu dây dưa. Chờ một chút, Happy, các ngươi là Edana nữ vương tôi tớ. Ngươi là ai? Người xa lạ. Ta. Nói đến một nửa ca giết mới ý thức tới mình còn duy trì nhân loại ngoại hình ngụy trang. Một trận ma pháp quan mang hiện lên, người xuyên việc hồi phục dáng dấp ban đầu. Là ta, ca giết Quynh. Cách đó không xa, Galo cùng Toren Túc Cơ cũng chạy tới. Ca giết làm sao biến dạng? Cái nào mới là hắn? Gobin đã không cảm thấy kinh ngạc, Toren chiến sĩ thật là lần thứ nhất kiến thức đến lừa gạt bảo cho huyễn hóa hiệu quả có dài nhỏ răng mới là trôn lúc đầu diện mục, không có răng chính là nhân loại. Nhân loại Túc cơ là lần đầu nhận biết trôn, ở xa Easter Kingdom nhân loại càng là lần đầu tiên nghe nói. Sờ sờ trên đầu mình sừng thú, chúng ta sừng thú sinh trưởng ở đỉnh đầu, bọn hắn làm sao dài ngoài miệng. Người xuyên Việt nếu như biết trâu trâu ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lão tử dáng ngươi một mặt, các ngươi đầu trâu cái kia là sừng thú, trôn đây là răng, răng nanh. Thật sự là ca giết tù trưởng. Happy, ưng thân nữ yêu, tràn đầy kinh hỉ. Rốt cuộc tìm được ngươi, ca giết tù trưởng. Chúng ta là Edana nữ vương thuộc hạ. Tin tức tốt, những này Happy, ưng thân nữ yêu, không có phản bội chính mình. Xin ngài nhanh lên. Nữ yêu thanh âm rất là vội vàng. Nữ vương đại nhân tiếp vào mệnh lệnh của ngài, chúng ta cùng ngài trông thuộc hạ chạy đến cùng ngài tụ hợp, lại không nghĩ gặp phải Senta. Edana nữ vương phái chúng ta tới hướng ngài cầu viện. Senta. Lại là Senta. Cái này thật hắn meo là cái tin tức xấu. Ca giết hôm nay đã nghe được quá nhiều dạng này từ đơn. Có thể hay không cùng cái này trâu đen nói Senta là cùng một bầy. Đảo mắt nhìn lại, tại Galo phiên dịch giải thích dưới, Toren chiến sĩ cũng biết Happy, ưng thân nữ yêu, hồi báo tình báo nhìn thấy trôn tù trưởng trông lại, túc cơ gật đầu mạnh một cái. Stonella núi xác thực có Happy, ưng thân nữ yêu, những này nữ yêu là thủ hạ của ngươi. Nếu như các nàng là từ Stonella núi mà đến, liền sẽ trải qua Santa lãnh địa. Trong tù trưởng, xem ra thuộc hạ của ngươi gặp phải chính là ta nói tới đám kia Santa. Sa nộ tù trưởng sẽ không vì Toren lợi ích liều lên tính mạng của mình, nhưng là hiện tại, Senta uy hiếp đến hắn trôn thuộc hạ cùng Happy, ưng thân nữ yêu, minh hữu an nguy, ca giết không thể lại làm như không thấy. Trôn cùng Toren đều nhìn ra trong mắt đối phương ý vị, đi lên trước, bọn hắn đồng thời đưa tay ra cánh tay. Hợp tác vui vẻ. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Nhân mã chi tranh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 60 Nhân mã chi tranh chiến tranh cùng xung đột là Azeroth vĩnh hằng dòng chính. Làm sa nộ tù trưởng, ca giết cần phải đi chiến đấu. Vì bộ tộc quyền lợi sinh tồn, đối mặt có chút nguy hiểm hắn không thể lùi bước. Toren chết sống hắn có thể không thèm để ý, tộc nhân mình an nguy lại nhất định phải để ở trong lòng. Senta, giả mang tàn nhẫn đại danh từ không giống với lúc đến tao ngộ, đây chẳng qua là tiểu quy mô xung đột cùng chém giết. Sa nộ tù trưởng nghĩ đến muốn đối mặt Senta tụ quần công kích, cũng không chịu được thấp thỏm trong lòng. Basila, các ngươi lưu lại. Bộ phong giả là ca giết coi trọng nhất, cái này trôn Shaman là hắn cướp đoạt những cái kia lực lượng nguyên tố tinh hoa trọng yếu giúp đỡ, trôn sẽ không để cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Về phần ta the tha, nàng không có bất kỳ cái gì chiến lực tiểu gobin cũng không thế nào đáng tin galo sẽ phái ra một đội gobin vệ binh gia nhập đối toren trợ giúp thế nhưng là gobin bây giờ còn chưa có cái gì xe xích lô loại hình phương tiện giao thông chờ những này nhỏ chân ngắn đuổi tới chiến trường món ăn cũng đã lạnh Ca giết cùng toren chiến sĩ còn có hai cái happy ưng thân nữ yêu lên đường một nhóm bốn người hai cái nữ yêu tốc độ phi hành rất nhanh trong tọa hạ la vi tốc độ tiến lên cũng không chậm tô rèn chiến sĩ nhưng không có tòa kỵ. Chỉ gặp túc cơ nằm trên đất, một đường phi nước đại, từ xa nhìn lại chính là một đầu bão táp trâu đen. Quy xuống đất phi nước đại. Ai, ai, không đúng. Chúng ta dạng này đội ngũ cũng không phải bốn người, người xuyên việc cẩn thận bẻ ngón tay, hai con chim, một con trâu, một cái trôn cùng một con bạo lực lông. Cái này hắn mèo không có một cái nào là người. Happy, ưng thân nữ yêu, đầu trâu cùng trôn, đều chỉ là sinh vật hình người. Bốn người một thú, một đường hướng tây, nhanh theo kịp Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thỉnh Kinh. Ca giết cảm giác nếu không tốt. Azeroth thế nhưng là có tinh anh quái thuyết pháp, so với bọn hắn phổ thông đồng loại càng thêm cường đại cùng khó chơi. ta liền sẽ có tinh anh tồn tại. Trong cưỡi bạo lực lông, một đường rất nhẹ nhàng. Toren chiến sĩ lại mệt đến không được. Khống chế La Vi dựa vào đi. Xa nộ tù trưởng có thể rõ ràng nghe được trâu đen kia hô thử, hô thử tiếng thở dốc. Túc cơ, ngươi nói những cái kia Senta đại quy mô tập kết, bọn hắn là ở đâu miếng đất khu tụ tập. Senta là tại nước động ốc đảo phụ cận tập kết. Ra chết thành cách không xa, những cái kia Gobin cũng từng chịu đựng Senta cướp bóc. Chúng ta cho rằng Gobin sẽ đồng ý cùng Toren liên hợp, cùng nhau đối phó những cái kia giả mang Senta cho nên trong bộ tộc liền phái ta hướng rác chết thành xin giúp đỡ hô ca giết thở dài ra một hơi còn tốt còn tốt chỉ là nước động ốc đảo hẳn không phải là quá nhiều ta. người xuyên việt biết mảnh này đất nghèo bên trên những cái kia ta phân bố tình huống từ rác chết thành một đường hướng tây nước động ốc đảo nước ngọt ốc đảo còn có lãng quên chi ao mãi cho đến stonella núi sẽ dọc đường rất nhiều ta làng xóm còn tốt. Lần này muốn tao ngộ ta không khó lắm. Nếu như là khu vực khác, phải cẩn thận. Ta cũng không muốn chơi cái gì nhân mã vô song. Sẽ chết người đấy. Làm ca giết những người này đi tới nước động ốc đảo phụ cận, bọn hắn xa xa thấy được những cái kia top 5 top 3 tụ tập ta, liếc nhìn lại, bọn hắn chiếm đóng lớn vô cùng một phiến khu vực. Từ Happy, ưng thân nữ yêu, nơi đó trong tù trưởng đã biết về eo tình hình của bọn hắn. Chỉ cần bay đầy đủ cao, tránh đi những cái kia Santa cung thủ, Happy, ưng thân nữ yêu, cùng oai vơn có thể từ trên cao bay qua. Nhưng là những cái kia bạo lực long lại không qua được. Túc cơ, ngươi còn tốt đó chứ. Toren chiến sĩ còn tại kịch liệt thở dốc, thời gian dài phi nước đại hao phí hắn đại lượng tinh lực. Ha ha, chờ ta nghỉ ngơi hạ liền tốt. Tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Túc cơ, các ngươi có bao nhiêu chiến sĩ? Trong bộ tộc chiến sĩ sẽ không quá nhiều, nhưng ở ta xuất phát lúc, chúng ta cũng đã hướng tù trưởng đại nhân phái đi người mang tin tức, viện quân cũng nhanh muốn tới. Tù trưởng Cai rên Bludo Đúng vậy, trôn Ngươi cũng đã được nghe nói Bludo đại danh Ca giết đương nhiên biết đầu kia lão ngưu, người xuyên Việt còn giống như nhớ kỹ, Ken từng được vinh dự là Azeroth sinh vật nguy hiểm nhất kia không còn gì tốt hơn túc cơ liền để chúng ta xử lý những này senta. ta thế nhưng là túc cơ ngươi là như thế nào thông qua nơi này ngươi muốn như thế nào cùng bộ tộc của ngươi liên hệ ha ha túc cơ đã bình phục hắn kịch liệt thở dốc cười lớn chạy đến một bên tộc nhân của ta sẽ đến tiếp ứng ta đây là ca giết đã đầy đủ cảnh giác cũng không có phát giác được có người tiếp cận nhưng lại bị một con đột nhiên xuất hiện toren hù dọa đầu này trâu tự như là trống rỗng xuất hiện, là tô ren bên trong linh hồn hành giả. Đây là tục xưng bạch trâu trạng thái hư vô. Trạng thái hư vô còn có thể làm ẩn hình dung. Rất tốt. Sa nộ tù trưởng trong lòng ẩn ẩn cảnh giác, hắn vậy mà không có phát hiện, bất quá nghĩ đến, trông vu y thủ vệ độ đằng hẳn là có thể cảm thấy được bạch trâu hư vô. Như vậy, túc cơ, đem nơi này tin tức truyền lại trở về đi nhớ kỹ không muốn ngộ thương ta trôn thuộc hạ cùng những cái kia happy, ưng thân nữ yêu. Đương nhiên, ca giết tù trưởng, chờ đến trong bộ tộc chiến sĩ ở chính diện hấp dẫn lấy sen ta lúc, hy vọng ngươi trôn cùng nữ yêu có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Được. Tuy là nói như vậy, ca giết lại đem kia hai cái happy, ưng thân nữ yêu, gọi vào một bên. Đi tìm tới Edana, nói cho nàng ta tới. Tạm thời nhẫn nại đi, Chờ Toren dẫn ra Senta, tốc độ đến cùng ta tụ hợp. Đúng vậy, ca giết tù trưởng. Đi thôi, nhớ kỹ, nói cho Edana cùng dê Elit bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là bảo toàn chính mình. Đồng minh. Còn không phải. Trong cùng đầu trâu chỉ là tạm thời hợp tác. Liên tiếp mấy ngày, Senta cũng không thấy hành động. Torren càng là không có bất kỳ động tác gì, Kyren Bludo còn chưa tới làm máy bay A, Galo phái tới chân ngắn tiểu Gobin đều chạy tới. Chẳng lẽ những này Senta chỉ là tụ tập tại một khối uống chút trà, vẫn là nói sinh sôi thời điểm đến rồi. Ca đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, xa nộ trôn nhưng không có quá nhiều thời gian cùng những này trâu A ngựa chơi đùa. Rốt cục, những cái kia Toren chiến sĩ phát động đối Senta tiến công, bọn hắn chính diện hấp dẫn lấy Senta chú ý. Cơ hội Tốt, ca giết tù trưởng, tộc nhân của ta đã phát khởi tiến công, ngươi chừng nào thì tham gia chiến đấu. Ha ha, túc cơ, để cho ta kiến thức các ngươi một chút Toren chiến đấu đi. Được. La Vi, xong. Gobin lưu tại nguyên địa, bọn hắn chỉ cần chậm rãi tiếp cận chiến trường, si sì đây ta chê tiền những cái kia lạc hậu mục tiêu. Trong chiến trường, Toren cùng Senta mãnh liệt đụng vào nhau, hai chủng tộc này chém giết lâu như thế, giữa bọn hắn cừu hận vĩnh viễn cũng vô pháp hóa giải. Xong. Dết. Trong tù trưởng cùng Tô Ren chiến sĩ túc cơ vọt tới chiến trường hậu phương, nơi đó là ta phòng ngự chỗ yếu nhất. La Vi, mình cẩn thận. Ca giết nhảy xuống ngựa, một cái công kích đi tới phòng bị không kịp ta vu sư bên cạnh, vũ khí trong tay trùng điệp chém xuống, chí tử tiến công. Một cái. Vu sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị trung tù trưởng ném lăn trên mặt đất. Địch tập. Hậu phương. Địch nhân. Là Tô đen giúp đỡ, xử lý hắn. Đồng bạn bị giết, Santa ta nhanh chóng kịp phản ứng, cuồng hống lấy phóng tới trôn. Ha ha, còn có ta. Trâu đen túc cơ cũng vọt tới trước mặt, hắn quơ vũ khí là một thanh khổng lồ búa. Mình chú ý, túc cơ. Giết ngươi một cái Senta chiến sĩ nâng cao trường mâu hướng trong tù trưởng đâm tới. Senta bắn vọt rất nhanh. Dết ta. Ca giết tay phải đột nhiên trước chỉ, quỷ dị ma pháp năng lượng đánh trúng vào vọt tới hắn trước mặt Senta. Triều tịch chú phù. Cái thứ hai. Trong tù trưởng trường kiếm trong tay hung hăng xẹt qua Senta phần bụng, phủi đi mở to lớn miệng vết thương, máu tươi ngăn không được phun ra ngoài một tên đáng thương còn không có từ trong mê mùi thanh tỉnh liền xa vào đến vĩnh cửu trong bóng tối. Làm thịt hắn. Xử lý tên kia. Càng nhiều sen ta vọt tới. Hừ. Sa nộ tù trưởng trong tay tiên si giả dùng sức vung chặt, theo trung động tác không ngừng, phát ra tới một đạo mãnh liệt sóng chấn động đối diện phóng tới sen ta, sóng chấn động. Ha ha, lợi hại. Túc cơ nhìn thấy những cái kia bị sông ngã xuống đất sen ta, ra sức phá tan trước mặt đối thủ. Senta, nhớ kỹ tên của ta, Túc Cơ. Toren nâng cao lên to lớn móng hướng về mặt đất cuồng bạo chà đạp, lại là một đạo sóng chấn động phóng tới Senta. Wuston. Toren chiến phủ, ca giết cự kiếm, hai người cực nhanh thu gặt lấy những này ngất xỉu bên trong địch nhân. Hỗn đảng. Cho ta xong. Giết bọn hắn. Senta không dứt, càng nhiều địch nhân đánh tới cẩn thận. Cảm nhận được mãnh liệt ma lực ba động là những cái kia sen vu sư. Ca giết bỗng nhiên đẩy ra trâu đen túc cơ, mình hướng một bên nhanh chóng né tránh. Ngươi xong. Một cái sen chiến sĩ chiến phủ chặt tới. Hừ. Trong tù trưởng dơ kiếm chặn lại, sẽ dễ dàng như vậy. Không được. Lại là một đạo ma pháp đánh tới. Ra sức bức lui trước người địch nhân, ca Diết lăn khỏi chỗ hiểm hiểm tránh thoát. Túc cơ, những cái kia vu sư. Trâu đen chiến sĩ cũng biết những này âm hiểm vu sư đáng sợ, nếu như không phải trôn đẩy hắn một cái, hắn khả năng liền báo tiêu. Hà! Rống to một tiếng, trung thân thể tăng vọt đến cao hơn 3 mét, toàn thân kia như kim loại da thịt chặn càng nhiều vu sư phát ra ma pháp. Thiên thần hạ phàm, ma pháp miễn dịch. Rõ ràng đã đánh trúng vào cái kia ghê tẩm đầu trâu giúp đỡ mà pháp lại hoàn toàn không có hiệu quả. ta Vu sư quá sợ hãi, nhanh ngăn lại hắn. Chiến sĩ xông về ca giết, Vu sư vội vàng lui ra phía sau. Túc cơ, Vu sư, cao giọng hướng về Toren Chiến sĩ gào thét, ca giết nâng cao lên chân phải, nhìn một cái ta chà đạp. Theo trông chân phải bỗng nhiên chà đạp hướng mặt đất, u ám thủy tinh đột phá mặt đất đâm về phía vây quanh hắn Senta. Không phải U Storm diệt chiến giả thủy tinh gai nhọn hiệu quả cũng không lý tưởng Santa ta cấp tốc né tránh túc cơ bức lui thanh bàn chiến sĩ ca giết phát hiện tôren tình huống rất không ổn túc cơ có thể làm không đến ma pháp miễn dịch vu sư phát ra ma pháp thỉnh thoảng đánh trúng trâu đen chiến sĩ nhờ vào tôren cường tráng thể chất hắn cũng không có ngã xuống thế nhưng không kiên trì được quá lâu xử lý ngươi có chút phân tâm Trông không để mắt đến đến từ sau lưng địch nhân, không tránh kịp. Đáng chết. Cánh tay bị chém bị thương. Phong tỏa loạn chiến bên trong Toren, Trung tâm thần khẽ nhúc nhích, lục sắc sinh mệnh năng lượng xuất hiện, vần quanh ở thụ thương túc cơ, không ngừng chữa trị hắn tổn thương. Khép lại. Bởi vì nguyệt thần Elun cố gắng, ca Diết cũng cùng một thời gian nhận lục quan tẩm bổ. Tù trưởng. Ca giết tù trưởng. Hà ca giết gào thét lớn quay người một kiếm bổ về phía đánh lén hắn sen ta, dương mắt nhìn lên, là dê còn có những cái kia happy, ưng thân nữ yêu. Trong tù trưởng thuộc hạ chạy đến. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.